cái yếm, không, không muốn, hiên viên lăng yên hoảng sợ kêu to, không ngừng ưỡn ẻo thân thể, đưa tay tại giang giật trên thân nắm, bắt loạn, đều đem giang giật áo bảo cho xé rách. Giang giật một cái tay tìm tòi, đem hiên viên lăng yên còn lại cái yếm kéo, lúc này mới buông ra hiên viên lăng yên. Hiu, hiên viên lăng yên một mực tại giấy ruộng, giờ phút này rốt cuộc tránh thoát trói buộc, lập tức như gió hướng ra phía ngoài phóng đi. Nhưng nàng lại quên một sự kiện, gian phòng mở ra cấm chế, không có thiên lực là không cách nào mở ra, mà lại nàng thân thể trần chuồng A, à, tại đại môn lúc nàng mới tỉnh ngộ tới, lập tức che thân thể trọng yếu bộ vị đột nhiên quay đầu nhìn thấy Giang Giật dị một đôi mắt nhìn nàng chằm chằm không ngừng. Vừa rồi chạy trốn lúc khẳng định bị toàn bộ hắn thấy hết. Ngươi đừng tới đây, người tên súc sinh này, ngươi lại tới, ta tựu chết cho ngươi xem. Hiên Viên lăng yên lại gào thét, Giang Giật hoàn toàn chính xác không có đi qua, ngược lại hí ngược ngồi ở bên trong căn phòng trên một cái ghế sau đó lấy ra giấy bút, nhìn một chút hiên viên lăng yên, động một cái bút. Hắn bút đi long xà, chỉ một lát sau một tấm thiên họa liền thành công, hắn cầm lấy thiên họa dương lên nói, các chủ, người xem tranh này nhưng có người mấy phần thần vật. a à, hiên viên lăng yên liếc mấy cái, thân thể mềm mại run lên, dựa vào đại môn ngồi xổm ở góc tường ôm hai đầu gối, nước mắt cũng nhịn không được nữa cuồng vẩy mà ra. Sang giật cái này thiên họa tranh quá tốt, đơn giản giống nhau như đúc, trọng yếu nhất chính là nàng giữa hai ngọn núi có một cái tiểu mai tốn bớt cũng vẽ phi thường sinh động, hoảng sợ ánh mắt cũng tựa như thật sự bình thường, tranh này như truyền đi, nàng cả một đời tựu không mặt mũi thấy người. Giang giật đứng dậy chậm rãi bước đi đến hiên viên lăng yên trước mặt, cư cao lâm hạ nhìn qua nàng, lúc này mới lạnh giọng nói ra, hiên viên lăng yên, ngươi yên tâm, ta sẽ không xâm phạm ngươi, cũng khinh thường làm ngươi nữ nhân như vậy. Tranh này ta hội tranh 10 cái, phân biệt đặt ở khác biệt thương hội, ngươi như còn dám cùng ta đối nghịch, hoặc là đi tổn thương độc linh, thiên tinh giới. Ta cam đoan tại ta được đến tin tức, hoặc là sau khi chết, tranh này hội trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ địa sát giới. Ta giang giật không muốn cùng bất luận kẻ nào là địch, ai như cùng ta là địch người hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, hiểu không? chương 1411, Hắc Phố Thạch, giang giật mở ra gian phòng cấm chế xải bước đi ra ngoài, hiên viên lăng yên lập tức nhảy dựng lên quan bế đại môn, sau đó ngồi xổm ở góc tường khóc một hồi lâu, nàng là triệt để bị hù dọa, cũng không dám lại cùng Giang giật đối nghịch. Giang giật trên tay cầm lấy nàng tranh khỏa thân, vẫn là như vậy sinh động phi thường tỉ mỉ loại kia, một khi truyền ra nàng chỉ có tự sát dùng tạ gia tộc. Một lát sau, nàng đột nhiên ngẩng đầu mở to con mắt, nàng quên một sự kiện nàng còn không có mặc quần áo, mà lại nàng không có không gian giới chỉ, không có y phục, chẳng lẽ lại nàng trơn bóng đi ra ngoài hoặc là cả một đời trốn ở gian phòng bên trong. Giang giật, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Diệt ma các hậu viện rất nhanh vang lên một đạo oán hận tới cực điểm lời nói, để bên ngoài đóng giữ mấy tên thần vương toàn thân chấn động, mấy người liếc nhau hai mặt nhìn nhau, không biết Giang giật lại đem hiên viên lăng yên làm sao vậy, để nàng như thế hận hắn. Cuối cùng hiên viên lăng yên giật một khối san bố, đem thân thể mình bọc lại, lúc này mới truyền âm cho phía ngoài thần vương, đi để các nàng tìm đến một tên nữ quản sự, đưa vào mấy thân áo bào, thay đổi y phục sau nàng để cho người ta giải khai thiên lực phong ấn, không trần chờ chút nào lập tức đi thần ưng thành truyền tống rời đi. Độc linh làm phản, hiên viên lăng yên chỗ dựa lớn nhất không còn, thần ưng thành cùng thần ưng bộ lạc là giang giật địa bàn, nàng lúc nào cũng có thể sẽ phải gánh chịu xâm phạm, thậm chí bị giết. Nàng tự nhiên sẽ lựa chọn trước tiên rời đi, cả một đời đều không muốn trở lại. Thiếu chủ, nàng đi, hiên viên lăng yên sau khi đi không bao lâu, độc linh bay vào giang phủ trong hậu viện bẩm báo, hắn có chút lo lắng nói ra, thiếu chủ, người dạng này có thể hay không quá độc ác vạn nhất nàng báo cáo gia tộc, hiên viên gia khẳng định hội nổi giận. Ta thế nào, Giang giật cười tùm tìm nhìn qua độc linh, độc linh khẽ giật mình, hắn kỳ thật một mực tại diệt ma các hậu viện ẩn núp, hiên viên lăng yên phát ra kia âm thanh hận ý liên tục nguyền rủa còn có để cho người ta đưa y phục, để hắn nghĩ lầm Giang giật hỏng hiên viên lăng yên thân thể. Giờ phút này nhìn thấy Giang giật trong mắt hí ngược mới thức tỉnh tới, Giang giật ở bên trong chờ đợi thời gian rất ngắn, Giang giật là một cái nam nhân bình thường, là không thể nào kiên trì ngắn như vậy thời gian hắn cười hắc hắc nói thế nào thiếu chủ không nhìn chúng nàng lang yên tiểu thư thế nhưng là địa sát giới lừng lẫy nổi danh đại mỹ nhân nha không hứng thú giang giật nhún vai trầm ngâm chốc lát nói ta nắm giữ nàng một cái bí mật việc này nàng tuyệt đối sẽ không báo cáo gia tộc về sau hẳn là cũng không dám đối phó chúng ta lại nói nàng cho là ta cùng mạch lăng thu có quan hệ loại chuyện này báo cáo gia tộc cũng vô dụng cuối cùng ngược lại sẽ bại hoại nàng danh dự Ách, à, độc linh kinh ngạc hỏi, người cùng mạch lăng thu không quan hệ sao vậy hắn vì sao muốn dìu dắt ngươi làm thành chủ bên ngoài thế nhưng là truyền cho ngươi là thân thích của hắn. Không nói những thứ này, Giang giật khoát tay áo, trầm giọng nói ra, ngươi về sau cũng đừng công nhiên lộ diện, tiềm phục tại chỗ tối, mặt khác giúp ta đi nghe ngóng, nơi đó có thiên địa kỳ hỏa, còn có kim lô thạch, hắc phố thạch, thiên kỳ tốn cái này ba loại đồ vật, giống như phát hiện lập tức báo cáo. Tuân mệnh. Độc linh thân thể lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, giang giật thậm chí cũng không biết hắn là thế nào đi hắn ngồi một hồi đem tiêu lãnh cùng trương hải truyền tống ra tiêu lãnh vẫn còn đang hôn mê bên trong thổ thương phi thường trọng trương hải vừa ra tới nhìn lướt qua phát hiện thế mà hồi trở lại thần ưng thành sắc mặt vui mừng rất nhanh hắn khẩn trương hỏi thành chủ đại nhân ta đường đệ bọn hắn chết giang giật trầm giọng nói trong tay giới chỉ sáng lên xuất hiện bốn cái không gian giới chỉ hắn ném cho trương hải nói trong này có một ít bảo vật thần nguyên người đi phân thoáng cái, đền bù thoáng cái trương mai ba người. Trương Hải tiếp nhận giới chỉ quét qua biến sắc, bởi vì trong giới chỉ tài phú rất khủng bố, bảo vật cũng rất nhiều. Cái này bốn cái không gian giới chỉ thế nhưng là tam gia bọn hắn, bốn cái diệt ma chiến thần trên người tài phú cùng bảo vật chắc chắn sẽ không thiếu. Tạ thành chủ đại nhân, Trương Hải cảm kích một gối quỳ xuống đạo, giang giật lại nhắm mắt khoát tay nói, điểm ấy không tính là gì, Trương Mai ba người bởi vì ta mà chết, như về sau ta giang giật có trở nên nổi bật kia một ngày, người nhà của bọn hắn hậu đại ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt. Đại nhân, cảm nhận được giang giật nội tâm chân thành, Trương Hải cảm động đến rơi nước mắt, lần nữa trùng điệp cúi người nói, đại nhân như thế trượng nghĩa, thuộc hạ dám không quên mình phục vụ mệnh. Giang giật phất tay để Trương Hải xuống dưới, lại tìm đến cổ mộc Hà Vĩ lưu thống lĩnh bọn người đem tiêu lãnh dẫn đi chữa thương. Hà Vĩ trước khi đi ra nhìn Giang giật một chút, trong mắt có chút thần sắc lo lắng, còn có chút nhàn nhà thất lạc, hắn không biết Giang giật chuyện gì xảy ra, không bằng hắn cảm giác cách Giang giật tựa hồ càng ngày càng xa. Cũng không phải là Giang giật sơ viễn hắn, chỉ là hắn cảm thấy cùng Giang giật cùng một chỗ phi thăng, khi đó hắn vẫn là một người thống lĩnh nhi tử, cảm thấy so Giang giật bọn hắn hơn người một bậc, về sau phát triển cũng tuyệt đối không phải Giang giật bọn người có thể so. Mới trôi qua bao lâu, Giang giật không chỉ có biến thành thành chủ, còn tùy thời mang theo một tên thiên sát ra ngoài, lần này cái này thiên sát còn trọng thương hôn mê, Giang giật lại thành công trở về. Nhìn mặt hắn sắc lần này khẳng định không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, Hà Vĩ cảm thấy Giang giật lẫn vào trình độ quá cao quá cao, đã xa xa không phải hắn có thể so sánh, thậm chí. Cha của hắn cũng không sánh nổi, sở dĩ hắn mới có một loại cảm giác mất mát. Đúng rồi, Hà Vĩ, Giang giật đột nhiên nhớ tới cái gì, ngoác nói, người giúp ta đi hỏi một chút phó các chủ, thiên tinh giới đại trận kiến tạo thành công không có để hắn tìm tuần bên cạnh dùng tìm hiểu thoáng cái. Tốt, Hà Vĩ mỉm cười, quay người lại một mặt cay đắng, giang giật ngữ khí cùng trước kia giống nhau như đúc nhưng có lẽ là kinh lịch sự tình quá nhiều đùa trình độ quá cao trong giọng nói tự nhiên mà vậy mang theo một tia bá khí hà vĩ vẫn không cảm giác được đến khó chịu ngược lại cảm thấy đây là hẳn là hắn đi ra ngoài nhìn qua phía ngoài hai vòng huyết nguyệt ám đạo hoặc là về sau muốn quen thuộc làm giang giật thuộc hạ hoặc là liền rời đi đi phụ thân hắn bên kia đi đám người đều sau khi đi giang giật liếc mấy cái hỏa linh châu bên trong thôn thiên thú thấy nó còn tại ngủ say cũng không để ý tới tự một người ngồi ngẩn người. Lần này ra ngoài mặc dù không có hoàn thành nhiệm vụ, nhưng thu hoạch rất lớn, không bằng hắn lại cảm giác càng khổ bức cô đơn, nghĩ đến chân áp tại Thánh Linh Sơn phía dưới Y Phiêu Phiêu, nghĩ đến ở sa mạc vũ bí cảnh Giang Tiểu Nô, nội tâm của hắn từng trận nắm chặt đau. Kinh lịch sử tình lần này, hắn ngược lại là trứng chạc rất nhiều, cũng không có trước kia như vậy xúc động, cũng không có lập tức đi diệt ma các nhận nhiệm vụ. Lần trước nhiệm vụ này liền là cảm bấy, hắn càng suy nghĩ làm gì càng dễ dàng để cho địch nhân bắt lấy sơ hở, từ đó bố cục lừa giết. Hắn ngay tại trong sân một người ngồi lẳng lặng tu luyện, lần này tâm tính đã khá nhiều, lực thần quyết tiến triển thế mà gấp bội. Hắn không để ý đến chuyện bên ngoài, cứ như vậy lẳng lặng tu luyện mấy ngày, thẳng đến gian phòng bên trong vang lên một đạo rất nhỏ tiếng gió. Có thể vô thanh vô tức vào đây chỉ có độc linh, tiếng gió này đoán chừng vẫn là độc linh cố ý thả ra, nếu không thanh âm đều nghe không được. Hắn không có mở to mắt, chỉ là bình tĩnh há mồm nói ra độc linh tìm được cái gì cái gì đều không thể gạt được thiếu chủ độc linh thanh âm vang lên hắn cung kính chắp tay nói tìm được một loại thiên địa kỳ hỏa ngay tại lam ưng trong phủ một cái tuyệt địa bên trong mặt khác còn chiếm được hắc phố thạch tin tức tại lam ưng thành phụ cận cuồng thần bảo bên trong một ngày sau bắt đầu đấu giá đấu giá giang giật con mắt mở ra hắn không có đi quản thiên địa kỳ hỏa kia hỏa diễm dù sao chạy không được Hắn hỏi tới Hắc Phố Thạch sự tình, người đoán chừng bao nhiêu thần nguyên có thể cầm xuống. Độc Linh cười khổ một tiếng nói, ít nhất phải 500 vạn. 500 vạn, Giang giật sắc mặt trầm xuống, nếu không cho đem kia bốn chiếc nhẫn cho Trương Hải, đoán chừng hắn đến một chút còn có thể, nhưng lại xa xa không đủ a. À. Chương 1412, Thiên Dương lửa giận. Hắc Phố Thạch là một loại rất thần kỳ thạch đầu, cái này thạch đầu tác dụng rất nhiều, có thể dùng đến rèn luyện thân thể cũng có thể dùng để luyện chế cường đại thần khí, còn có thể dùng để kiến tạo đại trận. Bất quá hắc vũ thạch có thể thay thế đồ vật nhiều, sở dĩ mặc dù chân quý, nhưng giá cả cũng không tính quá cao, thường thường mỗi lần đấu giá đều là mấy trăm vạn thần nguyên thành giao. Đối với đại gia tộc tới nói mấy trăm vạn thần nguyên không tính lớn số lượng, nhưng đối với giang giật tới nói liền là giá trên trời. Giang giật đem sở hữu không gian giới chỉ đều lấy ra ngoài, bảo vật tiến hành phân loại, độc linh đại khái tính toán một cái, giang giật giờ phút này có tài phú, không bao gồm thất diệp lan cùng cửu thiên trạch cho lá trà, trên người hắn chỉ có hơn 100 vạn thần nguyên, khoảng cách 500 vạn còn xa xa không đủ. Độc linh A, trên người ngươi có hay không thần nguyên A, trước cho ta mượn sử dụng, quay đầu trả lại ngươi A. Giang giật ánh mắt nhìn về phía độc linh, đánh lên chủ ý của hắn, cái sau vẻ mặt đau khổ nói ra, thiếu chủ, không phải ta keo kiệt, trên người của ta chỉ có 5-60 vạn thần nguyên. Trừ phi đem ta cái này nứt thần thủ bộ đi bán. Năm đó vì chế tạo cái bao tay này, ta tiêu hết tất cả tích xúc. Đằng sau theo hiên viên Lăng Yên, nàng cũng không có báo cáo hiên viên ra, sở dĩ một mực không có ban thưởng. Vậy làm sao bây giờ đem Thất Diệp Lan bán? Giang giật ngượng ngùng sờ lên cái mũi, hắn luyện hóa thiên tâm thảo, giờ phút này dược hiệu vẫn chưa hoàn toàn hấp thu, ít nhất phải hạ giới thời gian mấy tháng, hắn đối với tăng cường linh hồn ngược lại là không có như vậy bước thiết cần. Vấn đề là, Thất Diệp Lan là theo cổm thần bảo lường gạt, Cửu Thiên trẻ còn tại Lam Ưng thành nội hắn muốn bán đi giá cao chỉ có tìm cuồng thần bảo bất luận cuồng thần bảo có thể hay không giúp hắn bán chính hắn đều không có cái mặt này đi tìm cuồng thần bảo thiếu chủ cái này hắc phố thạch kỳ thật tác dụng cũng không lớn độc linh dừng một chút hỏi có thể thay thế bảo vật nhiều người nếu không đổi đồng dạng những bảo vật khác a à? không được a à? giang giật lắc đầu thôn thiên thú điểm danh cái này khẳng định đối với nó trưởng thành rất trọng yếu thôn thiên thú có thể hay không thuê biến quan hệ đến hắn tổng hợp chiến lực hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp giúp thôn thiên thú tìm tới cái này ba loại bảo vật cùng rất nhiều cường đại hỏa diễm. Giang giật không cách nào, cũng không thể đi tìm Trương Hải đem tam ra bốn người bảo vật muốn trở về A. À. Độc Linh cũng sầu mi khổ kiểm, đôi mắt lấp lóe giúp Giang giật nghĩ đến biện pháp, sau một lát Độc Linh đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghi hoặc hỏi, thiếu chủ, người vì sao muốn tìm thiên địa kỳ hỏa chẳng lẽ người có thể thu phục hỏa diễm người tu luyện chính là hỏa hệ pháp tắc sao? Thiên địa kỳ hỏa đều là rất bá đạo tồn tại, không phải tu luyện hỏa hệ pháp tắc căn bản không cách nào tới gần coi như giang giật tu luyện hỏa hệ pháp tắc hắn mới là một cái tiểu thần tướng khẳng định cũng gánh không được a à. ngươi vì sao hỏi việc này giang giật thuận miệng giải thích nói ta tự có biện pháp của ta thiếu chủ ngươi thật có thể thu phục thiên địa kỳ hỏa độc linh đôi mắt sáng lên nói chỉ cần ngươi có thể thu phục kia thần nguyên tựu đơn giản chúng ta đi đem cái kia tuyệt địa bên trong hỏa diễm thu phục ngươi cầm lấy đi cuồng thần bảo đấu giá đi năm sáu trăm vạn thần nguyên nhẹ nhõm tới tay Ách, Giang giật mơ hồ nháy nháy mắt hỏi, hỏa diễm còn có thể bán. Đương nhiên, độc linh giải thích nói, phổ thông hỏa diễm vô dụng, nhưng thiên địa kỳ hỏa lại khác biệt. Những này hỏa diễm đều là phi thường bá đạo tồn tại, cũng là luyện khí thần tượng thứ cần thiết nhất. Người phải biết mỗi một kiện thượng phẩm thần khí hoặc là cực phẩm thần khí, đều cần thiên địa kỳ hỏa rèn luyện, hỏa diễm càng bá đạo, luyện chế ra tới thần khí phẩm chất càng tốt. Còn có việc này, Giang giật rất là phấn chấn, nghĩ một lát trầm giọng hỏi kia hỏa diễm dùng cái gì cất giữ a à bá đạo như vậy hỏa diễm bất kỳ cái gì không gian giới chỉ đều muốn hòa tan a à. sang giật hấp thu hỏa diễm hoàn toàn dựa vào hỏa linh châu đã muốn bán hỏa diễm hắn khẳng định không thể đem hỏa linh châu cũng cùng đi bán cho nên mới có câu hỏi này độc linh khoát tay nói cái này đơn giản có một loại đặc thù không gian giới chỉ có thể nhẹ nhõm chống cự nhiệt độ cao bất quá cần mấy vạn thần nguyên thiếu chủ ngươi xác định có thể đến gần thiên địa kỳ hỏa ta đi mua ngay một cái cái này tuyệt địa kỳ hỏa thế nhưng là lừng lẫy nổi danh thiên dương lửa giận, tại kỳ hỏa bảng xếp hạng đệ tam 10, thiếu chủ ngươi. Nhanh đi mua, Giang giật không thèm để ý chút nào khô tay nói, cửu u lãnh hỏa xếp hạng 36, cái này thiên dương lửa giận xếp hạng 30, tranh lệch không lớn, tuyệt đối không gây thương tổn được hắn. Độc linh siêu một tiếng biến mất trong phòng, Giang giật cũng xảy bước đi ra ngoài, triệu tập mọi người nói cho hắn biết muốn đi Lam ưng thành một chuyến. Thành nội sự tình như cũ, để lưu thống lĩnh chủ quản ngoại vụ, có bất kỳ sự tình đưa tin cho hắn. Tiêu lãnh thương thế khá hơn một chút, bất quá giang giật lần này không có để hắn đi theo. Lần này không phải đi nhận nhiệm vụ hẳn không có nguy hiểm, mà lại có độc linh đi theo, bình thường diệt ma chiến thần thật đúng là không gây thương tổn được hắn, hắn để tiêu lãnh an tâm dưỡng thương. Sau nửa canh giờ độc linh trở về, giang giật cùng toàn thân bao phủ tại màu đen địa sát giới quân chiến giáp độc linh lần nữa bước lên hành trình, mục tiêu lần này là lam ưng phủ mặt phía bắc bắc hà thành cái kia tuyệt địa ngay tại Bắc Hà Thành Nam bên cạnh không xa, gần nhất nghe đồn tuyệt địa bên trong xuất hiện thiên dương lửa giận, cái này thiên dương lửa giận dựng dục rất nhiều hỏa hệ hỗn độn thú, đã chém giết không ít võ giả. Luyện hóa thiên tâm thảo, giang giật linh hồn bên trong có một đoàn năng lượng to lớn bao vây lấy, linh hồn không ngừng tại tăng cường. Giờ phút này giang giật thần thức đều có thể nhô ra phương viên 10 trượng, hẳn là liền muốn đạt tới thần tướng cảnh, sở dĩ truyền tống nhanh hơn, mỗi lần đều có thể truyền tống 450 lần nửa đường nghỉ ngơi một phen, lần thứ hai truyền tống tựu đã tới Bắc Hà Thành, độc linh bốn phía dò xét một phen, rất khẳng định nói ra, thiếu chủ, không có người theo dõi, an toàn. Đi, có độc linh đi theo liền là tốt, đây chính là mị ảnh tộc nhân, địa giới nhất cường đại thích khách, cũng là cấp cao nhất trinh sát, giang giật phi thường yên tâm ra khỏi thành, lấy ra thần châu hướng nam mới bay đi. Độc linh không có tại thần châu bên trên, mà là tại phía dưới một đường tiềm hành, tốc độ của hắn so thần châu nhanh hơn, một mực vây quanh thần châu phụ cận vạn lý hành tàu, bất kỳ người nào muốn tới gần thần châu đều sẽ bị hắn phát hiện. Một đường tĩnh phi hành hạ giới năm ngày thời gian, Giang Giật đã tới một mảnh liên nguyên chập trùng bên trong dãy núi. Còn không có đi vào Giang Giật liền biết trong này khẳng định có cường đại hỏa diễm, bởi vì bốn phía dãy núi đều trụi lùi, một mảnh màu đỏ thấm, cái này rõ ràng là bị nhiệt độ cao trường kỳ thiêu đốt kết quả, hắn không có lấy ra hỏa linh châu, cũng có thể cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt theo dãy núi chỗ sâu truyền đến. Thiếu chủ, đến tuyệt địa, ngươi xuống đây đi, cưới thần châu rất dễ dàng trở thành hỗn độn thú mục tiêu công kích. Một đạo truyền âm vang lên tại giang giật trong đầu, hắn phi thân ra ngoài thu hồi thần châu, bốn phía quét qua nhưng căn bản không nhìn thấy bất luận kẻ nào, cũng không biết độc linh tiềm phục tại nơi nào. Hắn nhìn mấy lần sau bay vụt hạ một tòa sơn mạch bên trong, độc linh như u linh ở bên cạnh hắn thoáng hiện, ngưng âm thanh nói ra, thiếu chủ, nơi này hẳn là có hai cái trở lên viễn cổ cấp hỗn độn thú, người nhất định muốn cẩn thận, ta để ngươi lui ra phía sau, ngươi cái gì đều đừng quản chạy chính là tốt. Giang giật rất nghe lời gật đầu, đang chuẩn bị hướng tuyệt địa bên trong kín đáo đi tới. phía đông ngàn dặm bên ngoài lại vang lên một đạo tiếng xé gió. Độc Linh thần thức tìm tòi trong mắt lập tức đằng đằng sát khí quát khẽ thế nào lại gặp nhà bọn hắn người trùng hợp vẫn là có người nhầm vào chúng ta. Ai? Giang giật khẩn trương vấn đạo, nơi này là tuyệt địa hẳn là không người nào tới a. À, bọn hắn vừa tới thế mà lập tức người đến chẳng lẽ là hiên viên gia người? Độc linh trong mắt lóe lên một đạo khắc cốt minh tâm hận ý, nghiến răng nghiến lợi nói ra là tần gia thần châu, vẫn là cấp cao nhất thần châu, không biết là tần vinh vẫn là tần gia đại tiểu thư tần duyệt phan thiếu chủ, nếu không chúng ta đi về trước đi, đối đầu tần gia người, ta sợ nhịn không được sẽ ra tay. chương 1413, chân chính tiềm ẩn thuật. Tần gia người lần này thật sự chính là trùng hợp, hiền viên lăng yên cũng không có lá gan này tiếp tục bố cục hố giang giật, nàng cũng không có năng lực này. Lần trước bố cục thế nhưng là độc linh một tay tổ chức, mà lại nàng không có nhân thủ có thể dùng, tam gia đám người chết, nàng còn muốn nghĩ biện pháp cho hiên viên ra một cái công đạo. Một cái bị làm hư đại gia tộc tiểu thư, tại người con bị người nhìn hết lúc đều không có tự sát, như vậy về sau liền sẽ không có dũng khí tự sát. Tranh khỏa thân tại giang giật trong tay, nàng lại không dám làm loạn. Đại gia tộc tiểu thư quan trọng nhất danh tiết danh dự, một khi truyền ra nàng tự chỉ có một con đường chết sở dĩ giang giật kết luận hiên viên lăng yên không dám báo lên lại không dám cùng hắn đối nghịch như vậy lần này tần ra người liền hẳn là trùng hợp giang giật trầm ngâm một chút thấp giọng nói ra chúng ta các loại chờ để bọn hắn đi trước đi hẳn không phải là hướng chúng ta tới hắc phố thạch giang giật nhất định phải được cái này hỏa diễm giang giật cũng không tin tưởng tần ra người có thể thu đi nếu không muốn cùng tần ra người phát sinh xung đột kia chỉ có đợi độc linh cố nén nội tâm sát khí nhẹ gật đầu thân thể dần dần biến mất tại nguyên chỗ, Giang Giật cũng bắn vào dưới núi đảo Sơn Động, thả ra tiềm ẩn thuật ẩn núp đi. Thiếu chủ, người cái này tiềm ẩn thuật cấp quá thấp. Bất quá không phải mị ảnh tộc là không có cách nào tu luyện chân chính tiềm ẩn thuật. Một đạo u hồn tại Giang Giật bên người ngưng kết, Giang Giật nhìn lướt qua bất đắc dĩ nói ra, độc linh A, à, người lần sau có thể hay không trước làm điểm tiếng vang lại xuất hiện A, à, người dạng này sẽ dọa người ta chết khiếp. Không đúng, Giang Giật đột nhiên nhớ tới cái gì, kinh hô lên, mẫu thân của ta là mị ảnh tộc A, trong thân thể ta chảy mị ảnh tộc huyết mạch, theo lý thuyết. Ta hẳn là có thể tu luyện chân chính tiềm ẩn thuật A. Ách, độc linh khẽ giật mình, lập tức có chút trần chờ nói ra, thiếu chủ hoàn toàn chính xác ẩn chứa chúng ta mị ảnh tộc huyết mạch, phiêu phiêu tiểu thư vẫn là chúng ta hoàng tộc. Bất quá phụ thân người tựa như là hạ giới phàm nhân cũng không biết có thể hay không tu luyện, mà lại. Người tình huống này ta như truyền thụ cho người tiềm ẩn thuật, đây chính là vi phạm tộc quy. Cái dám Giang giật chừng mắt nói, ngươi cũng không phải mỹ ảnh tộc nhân, vi phạm cái giám tộc quy a khác đừng, giày vò khốn khổ có bất kỳ sự tình ta chịu trách nhiệm, ngươi là của ta hồn nô, vạn nhất mỹ ảnh tộc truy cứu, có thể nói ta ép buộc ngươi, nhanh dậy ta tiềm ẩn thuật. Tốt ha, à, độc linh nghĩ nghĩ cũng là đạo lý này, hắn hồn trùng tại Giang giật nơi đó, Giang giật cưỡng ép muốn học, hắn cũng không có cách nào cự tuyệt. Hắn thân thể hướng ra phía ngoài lướt tới, dạo qua một vòng sau khi trở về nói, tần ra người lên núi, thiếu chủ ta cái này truyền thụ cho ngươi tiềm ẩn thuật, có thể thành công hay không học được tự xem ngươi tạo hóa. Độc linh truyền âm bắt đầu cho giang giật truyền thụ chân chính tiềm ẩn thuật, cái này tiềm ẩn thuật nhưng so sánh giang giật mạnh hơn nhiều. Trước kia giang giật tiềm ẩn thuật chỉ có thể ngồi tại nguyên chỗ bất động, khẽ động liền sẽ bại lộ. Mị ảnh tộc tiềm ẩn thuật tùy ý có thể di động, một mực có thể bảo trì tiềm ẩn trạng thái, bất quá xuất thủ, vẫn là sẽ bị phát giác, dù sao có cường đại thiên lực vận chuyển khí tức. Mà lại cái này mị ảnh tộc tiềm ẩn thuật, một khi tiềm ẩn sau không có nửa điểm khí tức, liền sinh mệnh khí tức đều không có, còn có thể mặc thấu cấm chế, diệu dụng vô tận, dị thường thần kỳ cùng kinh khủng. Ta trước cảm ngộ một phen, người giúp ta hộ pháp. Các loại chờ độc linh đem toàn bộ tâm pháp cùng áo nghĩa truyền tới, giang giật ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái bắt đầu lĩnh hội. Cái này tiềm ẩn thuật quả nhiên cùng trước kia cảm ngộ khác biệt, huyền diệu gấp trăm lần nghìn lần, bất quá giang giật học tiềm ẩn thuật là từ nơi này thôi diễn ra, hắn cũng coi như có chút nội tình, theo thôi diễn là được. đáng tiếc cái này chân chính tiềm ẩn thuật quá huyền diệu, giang giật thôi diễn xuống dưới thời gian hai ngày sau, bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời từ bỏ. có rất nhiều địa phương hắn căn bản không nghĩ ra, cũng ẩn ẩn có loại cảm giác cái này tiềm ẩn thuật tựa hồ hắn không cách nào tu luyện. loại cảm giác này rất huyền diệu, không nói ra được hương vị. lực thần quyết ta đều có thể tu luyện, trong thân thể ta có một nửa huyết mạch là mỹ ảnh tộc, thế mà không cách nào tu luyện tiềm ẩn thuật cái này không có đạo lý a. Giang giật nháy nháy mắt, có chút mơ hồ, nghĩ đến một trận không phải hắn quả, chỉ có thể quát khẽ nói, độc linh. Ông, bên ngoài nhẹ nhàng một trận thanh phong, độc linh thoáng hiện, Giang giật dò hỏi, tần ra người hẳn là tiến vào dãy núi chỗ sâu đi. Độc linh gật đầu nói, ừm, hoàn toàn chính xác tiến vào. Không phải tần vinh, là tần gia đại tiểu thư tần duyệt văn, đoán chừng là đến rèn luyện, bên người đi theo năm cái thiên sát, tại săn giết hỗn độn thú đâu. Thiên sát giang giật hỏi ngược lại, tần gia là địa sát các người. Ngươi không biết sao, độc linh trợn trắng mắt giải thích nói, tần gia là địa sát quân chủ thủ hạ đệ nhất gia tộc, tần gia con em trải rộng rất nhiều địa sát khác, địa sát giới ít nhất có mấy vạn cái địa sát các các chủ là tần gia người. Bọn hắn là địa sát giới bản thổ thần tộc, thế lực phi thường khổng lồ, nếu không ta liền trực tiếp đánh tới tần gia xào huyệt. Thì ra là thế, Giang giật phung tay lên nói, lên núi đi, các nàng là đến rèn luyện, chúng ta tránh đi các nàng là được, đấu giá hội sắp bắt đầu, chúng ta phải nắm chắc thời gian độc linh nhẹ gật đầu mang theo giang giật hướng ra phía ngoài lướt tới độc linh có thể nhẹ nhõm dò xét đạo tần ra người muốn tránh đi bọn hắn quá đơn giản hắn mang theo giang giật như u hồn tại dãy núi ở giữa bay đi tốc độ quá nhanh vẻn vẹn một canh giờ liền dựa vào tới gần dãy núi chỗ sâu theo tới gần dãy núi chỗ sâu nhiệt độ càng ngày càng cao giang giật đã sớm ngăn không được lấy ra hỏa linh châu độc linh nhìn lướt qua trong tay hắn hạt châu nhìn ra châu tử không phàm bất quá cũng không có nói cái gì hắn không phải nói nhiều người, giang giật sẽ nói cho hắn biết liền sẽ nói, sẽ không nói cho hắn hỏi cũng sẽ không nói. Thiếu chủ, tần gia người hẳn là ở bên kia, trên đường chỉ tao ngộ mấy chục cái hỗn độn thú, đại bộ phận hỗn độn thú cũng đều là bị các nàng dẫn đi qua, sở dĩ dãy núi chỗ sâu nhất hẳn là coi như an toàn. Người tại cái này nghỉ ngơi một hồi, ta đi dò xét thoáng cái, nhìn xem hỏa huyên bên trong phải chăng có viễn cổ cấp hỗn độn thú. Độc linh đem giang giật buông xuống, truyền âm một câu bay đi, Giang giật bị độc linh bản lĩnh kinh hãi. Trên đường chỉ tao ngộ mấy chục cái hỗn độn thú, đoạn đường này đi tới, hắn nhưng là liền một cái hỗn độn thú hắn cũng không thấy a. À. Xem ra độc linh thủ đoạn quá cường đại, một đường tao ngộ rất nhiều hỗn độn thú đều nhẹ nhõm tránh đi. Nơi này cách ly thiên dương lửa giận sở tại địa cũng không xa, Giang giật khẩn trương lên, tiềm phục tại một đầu hẻm núi nhỏ bên trong ngừng thở, chờ đợi độc linh trở về. Ngao ngao, sau nửa canh giờ, phía trước vang lên một đạo trấn thiên tiếng giống, một cỗ khí tức kinh khủng cũng từ tiền phương truyền đến sang giật toàn thân chấn động này khí tức hắn quá quen thuộc chính là viễn cổ cấp hỗn độn thú khí tức hắn đôi mắt lấp lóe không biết muốn hay không lập tức thối lui như bị cái này viễn cổ cấp hỗn độn thú khóa chặt độc linh không cứu hắn hẳn phải chết không nghi ngờ thiếu chủ người lập tức trừ hỏa uyên thâm chỗ thu lấy thiên dương lửa giận ta đem cái này viễn cổ cấp hỗn độn thú dẫn đi tần duyệt văn bên kia nhớ kỹ tuyệt đối không nên miễn cưỡng a à, thu lấy không được trước tiên lui lại một đạo truyền âm vang lên tại giang giật trong lỗ tai, cái kia viễn cổ cấp hỗn độn thú một đường bạo giống nhắm hướng đông bên cạnh phóng đi. Giang giật lập tức tinh thần đại chấn, độc linh đem hỗn độn thú dẫn ra, thu lấy hỏa diễm vậy còn không đơn giản. Đi, trong thân thể của hắn huyền hoàng chi lực vận chuyển, thân thể như mãnh hổ hạ sơn hướng phía trước chạy như điên. Chương 1414, ăn hàng phẫn nộ. Thiên Dương lửa giận sở tại địa rời đi giang giật hoàn toàn chính xác không xa, chỉ có mấy ngàn dặm khoảng cách, Giang giật một đường bôn tẩu một cái hỗn độn thú đều không có gặp được, vẻn vẹn thời gian một nén nhang tựu đã tới Hỏa Uyên. Hỏa Uyên tên như ý nghĩa là một cái vực sâu, bất quá cái này vực sâu không tính lớn, đoán chừng cũng không sâu, phía dưới một áng đỏ lấp lánh, giang giật tại bên vách núi đều có thể nhìn thấy phía dưới vọt lên ngọn lửa cùng khói xanh. Hưu, không có cảm nhận được bất luận cái gì hỗn độn thú khí thức, giang giật liếc mấy cái, thân thể hướng phía dưới bắn nhanh mà đi, viễn cổ cấp hỗn độn thú bị dẫn ra, lúc nào cũng có thể trở về, bên kia còn có tần gia cường giả, giang giật nhất định phải bằng nhanh nhất thời gian thu lấy thiên dương lửa giật. Suy suy, vừa bay hạ trong vực sâu, từng đạo ngọn lửa tự chui lên đến, lửa này mầm thành màu vỏ quýt Ngọn lửa chui lên lúc đến với, không khí đều uốn lượn, giang giật so sánh thoáng cái, quả nhiên so cửu u lãnh hỏa kinh khủng một chút, đây là xếp hạng đệ tam 10 hỏa diễm, xếp hạng 10 vị trí đầu hỏa diễm sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Chi chi, hỏa linh châu lóe lên, thôn thiên thú lại giật mình tỉnh lại, nó bay vụt ra, đứng tại giang giật trên bờ vai quét phía dưới một chút, hai cái mắt nhỏ lập tức phát sáng lên, truyền âm tới nói, đại mãnh liệt, người đối ta thật tốt, cái này hỏa diễm là cho ta ăn sao. Cũng thế, cũng không phải, giang giật nhướng mày, giải thích nói cái này hỏa diễm ta chuẩn bị thu lấy về sau, cầm lấy đi giúp người đổi hắc phố thạch, giống như. Người muốn ăn, cũng không quan trọng, hắc phố thạch cùng cái này hỏa diễm chính người chọn đi. Chi chi, thôn thiên thú kêu vài tiếng, có chút xoắn suýt nó mở chừng hai mắt nói ta chọn hát phố thạch bất qua cái này hỏa diễm ta ăn một chút xíu có được hay không tụ một chút xíu tốt ga giang giật cười khổ một tiếng cùng ăn hàng là hoàn toàn không có cách nào giảng đạo lý hắn bàn giao nói ngươi tiên tiến hỏa linh châu bên trong ta hấp thu hỏa diễm người chờ ăn ta luyện hóa sau có thể tăng cường không ít lại để cho ngươi ăn một chút tốt tốt đại mãnh liệt tốt nhất rồi thôn thiên thú mắt nhỏ nheo lại mặt mày hớn hở tiến vào hỏa linh châu bên trong cái này tiểu thú thế mà không e ngại nhiệt độ cao, giang giật liếc nhìn hỏa linh châu, nhiệt độ cao như thế sợ là độc linh cũng không dễ chịu a à, cái này tiểu thú nhưng không có nửa điểm phản ứng. bất quá nghĩ đến nó liền cửu u lãnh hỏa đều có thể ăn, giang giật cũng liền bó tay rồi. tiểu thú nhìn cũng không phải là hỏa thuộc tính, thế mà không sợ hỏa. hưu, giang giật rất nhanh xông vào phía dưới, cũng nhìn thấy một đoàn to lớn màu vỏ quyết hỏa diễm. khi nhìn đến đoàn kia hỏa diễm lúc, giang giật bản năng bị hù dọa. Bởi vì đoàn kia to lớn hỏa diễm là bởi từng đoàn từng đoàn tiểu hỏa diễm tạo thành, hợp lại cùng nhau nhìn giống như một khuôn mặt người, vẫn là một tấm nộ mục kim cương mặt quỷ, vô cùng dọa người. Thiên địa chi đại, quả nhiên không thiếu cái lạ a. À. Giang giật âm thầm cảm khái một tiếng, thân thể hướng phía dưới phóng đi, trực tiếp xuất vào đoàn kia to lớn trong ngọn lửa, hỏa linh châu quang mang lấp lánh bắt đầu hấp thu thiên dương lửa giật, chỉ là một cái nháy mắt ở giữa tự hấp thu hơn 10 đoàn hỏa diễm. Cái này tiểu thú coi như nghe lời, hắn tâm thần hướng hỏa linh châu bên trong quét qua, phát hiện tiểu thú mặc dù đều muốn chảy nước miếng, cuối cùng vẫn không nhúc nhích. Hắn thân thể tại trong ngọn lửa nhanh chóng bay đi, hấp thu hỏa diễm, đang hấp thu hơn phân nửa lúc, phía dưới mặt đất đột nhiên vang lên một đạo tiếng giống giận dữ. Ngao, cái này vừa hô đem giang giật dọa đến kém chút hồn phi phách tán, một luồng khí tức kinh khủng bao phủ giang giật, không ngờ là một cái viễn cổ cấp hỗn độn thú. Trước đó giang giật cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì hỗn độn thú khí tức, Độc Linh khẳng định cũng tới dò xét, lại không nghĩ rằng cái này thiên dương lửa giận phía dưới lại có một cái viễn cổ cấp hỗn độn thú đang ngủ say. Ông, hỏa linh châu bên trong quang mang lấp lánh, tiểu thú xuất hiện lần nữa, nó vừa ra tới trên đầu lân phiến tựu từng mảnh dựng thẳng lên, kim sắc độc giác quang mang lấp lánh, trong đôi mắt đều là băng lãnh, khí tức trên thân vô hạn dâng lên, phát ra một tiếng vô cùng tiếng kêu chói tai, chi chi. Đại mãnh liệt, người nhanh thu hỏa diễm, cái này đại gia hỏa dám cùng ta giành ăn vật nó dám động đến ta tự cùng nó liều mạng. Thôn thiên thú truyền âm vang lên, phía dưới cái kia viễn cổ cấp hỗn độn thú thế mà không dám gọi, cũng không gặp ra công kích. Giang giật tinh thần chấn động, thôn thiên thú thế mà có thể hù sợ viễn cổ cấp hỗn độn thú cái này tiểu thú khí thức làm sao lại trở nên khủng bố như vậy, đều không kém gì viễn cổ cấp hỗn độn thú. Nguy cơ trước mắt, Giang giật cũng không dám chậm trễ, bằng nhanh nhất tốc độ đem tất cả thiên dương lửa giận thu hồi, thân thể hướng lên trên uổng phí bay đi để hắn mừng thầm chính là phía dưới viễn cổ cấp hỗn độn thú tựa hồ thật bị tiểu thú chấn nhiếp rồi một ngực chưa từng xuất hiện đi bay ra vực sâu giang giật bằng nhanh nhất tốc độ hướng nơi xa chạy như điên trọn vẹn bôn tẩu hai nén hương thời gian thế mà còn không có nhìn thấy độc linh tới tìm hắn hắn nhướng mày chẳng lẽ lại độc linh cùng tần ra người phát sinh xung đột nếu không thời gian dài như vậy làm sao vẫn chưa trở lại hắn đứng tại sơn phong sơn quay đầu nhìn một cái hỏa huyên gặp cái kia viễn cổ cấp hỗn độn thú không có đuổi theo suy nghĩ một lát dứt khoát nhắm hướng đông bên cạnh phóng đi, trên người hắn có năm vạn con hoàng cát trùng, còn có thiên dương lửa giận, không nói chém giết thiên sát, chỉ ít có thể tự vệ. Dầm dầm rầm ngao ngao, nhắm hướng đông bên cạnh bôn tẩu ngàn dặm, giang giật nghe được nơi xa truyền đến một trận tiếng nổ, còn có hỗn độn thú tiếng giống giận dữ, cái kia viễn cổ cấp hỗn độn thú quả nhiên bị độc linh dẫn tới tới bên này, giang giật thật xa liền có thể cảm nhận được hắn khí tức cường đại. Ông, giang giật bên người một thân ảnh như u hồn lóe ra đến, Độc linh truyền âm cũng vang lên, thiếu chủ, người như thế đến đây thật có lỗi. Lần này nhịn không được, ta xử lý một cái tần gia thiên sát, đang chuẩn bị đi về tìm ngươi đây, thiên dương lửa giận tới tay. Tới tay, Giang giật nhẹ gật đầu, nhìn qua phía trước nói, phía trước tình huống như thế nào. Hắc hắc, độc linh có chút khoái ý nói ra, ta dẫn đi qua một cái viễn cổ cấp hỗn độn thú, thừa cơ xử lý một tên thiên sát. Còn lại bốn tên thiên sát, hai cái bảo vệ bọn hắn ra tiểu thư rút lui, còn lại hai cái tại cùng viễn cổ cấp hỗn độn thú cùng một đám hồng hoang cấp hỗn độn thú liều mạng khổ bức rất đâu nếu không phải lo lắng ngươi còn lại hai cái ta đều muốn xử lý vậy liền xử lý giang giật trong mắt lãnh quang lóe lên nói ngươi như là đã xuất thủ vậy cũng chớ lề mề chậm chạp ta có năng lực tự bảo vệ mình ngươi tìm cơ hội đi đem hai người khác xử lý thuận tiện đem viễn cổ cấp hỗn độn thú cũng xử lý ta tranh lệch thần nguyên tần gia thiên sát trên thân khẳng định có không ít tài phú a Tốt, độc linh khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, trong mắt đều là hưng phấn, tần gia công tử năm đó gian giết hắn thê tử, hắn cùng tần gia đã là bất tử bất diệt tử thù, có thể xử lý mấy tên tần gia cường giả, nội tâm của hắn hội dễ chịu rất nhiều. Thiếu chủ, người ở bên này đừng nhúc nhích, chờ ta trở về. Độc linh thân thể lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, giang giật cũng không lẫn vào, dùng độc linh thủ đoạn, diệt sát thiên sát còn không phải dễ như trở bàn tay bên kia hai tên thiên sát còn tại cùng một đám hỗn độn thú khai chiến đâu. Nhưng mà, sự tình cũng không có giang giật tưởng tượng thuận lợi như vậy, một nén nhang sau phía đông truyền ra một đạo bạo tiếng giống, độc linh quả nhiên là người đánh lén ta đại ca, muốn giết ta vậy liền đồng quy vô tận đi. Oanh, một đạo trấn thiên tiếng nổ theo phía đông truyền đến, bên kia khoảng cách giang giật bên này ít nhất có trăm dặm nhưng giang giật bên này dãy núi đều rung động kịch liệt, giang giật màng nhĩ đều tại oanh minh rung động, một cỗ minh mông thiên lực phóng xạ mà đến, để giang giật đôi mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Tự bảo, thiên sát tự bảo, Hưu, Giang giật lập tức như một trận như cuồng phong lướt tới, thiên sát tự bạo khủng bố cỡ nào, Giang giật không biết, nhưng lần này độc linh coi như không chết, đoán chừng cũng sẽ đả thương nặng. Giống như còn sống, Giang giật coi như liều mạng cũng sẽ đem hắn cứu trở về, độc linh với hắn mà nói quá trọng yếu. chương 1415, lưới lớn, độc linh lần này xác thực rất thảm, hắn coi là vừa rồi hắn thừa dịp loạn đánh lén diệt sát một tên thiên sát không có bị phát hiện, thật tình không biết còn lại hai tên thiên sát đã sớm phát giác được không đúng tên kia thiên sát thực lực rất mạnh, như thế nào lại bị một cái viễn cổ hỗn độn thú chém giết. Sở dĩ tại độc linh lần nữa tìm tới cơ hội đánh lén lúc, một tên thiên sát tại độc linh xuất hiện trong nháy mắt lập tức từ phát nổ, vô cùng quả quyết. Hắn phi thường tinh tường độc linh thực lực, tần ra người đối với độc linh kia là hận đến trong khung, độc linh tư liệu điều tra cũng phi thường triệt để. Sở dĩ hắn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, trước tiên tự bạo nghĩ kéo lấy độc linh cùng chết. Độc linh phản ứng rất nhanh, phát giác không đối lập tức trốn xa mà ra, nhưng hắn vẫn là rất thảm. Một kiện trung phẩm thần khí chiến giáp bị tạc đến nhão nhuệt, nửa người đều máu thịt be bét, giống như không phải tốc độ của hắn rất nhanh, đoán chừng giờ phút này đều đã chết. So với hắn thảm hại hơn chính là phụ cận hồng hoang cấp hỗn độn thú, còn có cái kia viễn cổ cấp hỗn độn thú, mười mấy con cấp thấp hỗn độn thú tươi sống bị tạc chết, cái kia viễn cổ cấp hỗn độn thú nửa người cũng bị nổ máu thịt be bét, bốn phía một mảnh hỗn độn. May mắn duy nhất lại là tần gia còn lại một tên thiên sát, người này mặc dù rời đi tự bảo thiên sát không xa nhưng này tên thiên sát tự bảo trước trước tiên cho hắn truyền âm sở dĩ hắn chạy so thỏ tử còn nhanh hơn mặc dù thụ thương nhưng chỉ chỉ là trọng thương không giống độc linh đã đến sắp chết biên giới phốc sống sót thiên sát phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt phi thường yếu ớt hắn thất tha thất thiểu theo trong núi bị nện ra trong hố lớn đi ra ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa máu thịt be bé bét không nhúc nhích độc linh trong mắt đều là cừu hận một gương mặt mo trở nên dữ tợn hắn tét ra tràn đầy tiên huyết miệng rộng nói ra độc linh người rất có thể trốn a à chúng ta tần ra tìm ngươi rất lâu ông trời mở mắt a à, hôm nay lão phu liền muốn thay những cái kia chết đi tần gia tộc nhân báo thù rửa hận yên tâm lão phu sẽ không giết ngươi lão phu sẽ đem ngươi mang về để tần ra con em một cái cắt ngươi một đao đem ngươi lăng trì mà chết oanh thiên sát hai chân trên mặt đất đạp mạnh phía dưới thạch đầu vỡ ra hắn chân sau trùng điệp đánh xuống đối độc linh đẫm máu hai chân hung hăng đánh xuống độc linh lúc đầu đã bị tạc gãy xương đầu hai chân, triệt để bị nghiền ép vỡ nát. Phốc, độc linh trong miệng tiên huyết tuôn ra, toàn thân đều tại co quắp, nhưng lại không còn có khí lực công kích, hắn đã đến sắp chết biên giới, trong thân thể kinh mạch đều bị chấn đoạn, lại thế nào còn có thể phản kích. Uống, thiên sát lấy ra đưa tin ngọc bội truyền một cái tin tức về sau, chân sau lần nữa trùng điệp nâng lên, hướng độc linh một cái tay dẫm lên đi, chuẩn bị đem độc linh giày vò đến còn thừa lại một hơi, lại mang về tần ra, đây chính là một cái công lớn hưu đúng lúc này nơi xa truyền đến một đạo tiếng xé gió tiếp lấy một người nhanh chóng bay tới đây là người người trẻ tuổi người mặc diệt ma các chiến giáp trước ngực huyết lang đầu huy chương bên trên còn có một cái diều hâu đây là diệt ma tuần liệp sử huy chương chuyện gì xảy ra tần tiểu thư ở đâu người trẻ tuổi nhanh chóng bay tới mặt mũi tràn đầy cấp bách tần gia thiên sát khẽ giật mình hơi kinh ngạc người này làm sao như vậy mặt sinh không bằng hắn trẻ tuổi như vậy liền là tuần liệp sử vậy khẳng định là đại gia tộc công tử hắn vì tần tiểu thư mà đến, càng chứng minh điểm này. Người tới cảnh giới quá thấp, tên này thiên sát cũng nửa điểm không để ý, một chân dẫm lên tại độc linh trước ngực, tiện tay đem nơi xa vào tới hai cái hồng hoang cấp hỗn độn thú đập bay, lúc này mới chắp tay nói các hạ là tiểu thư đã rút về Bắc Hà Thành. a à, tần tiểu thư không có việc gì liền tốt, người trẻ tuổi nhanh chóng bay tới, quét độc linh một chút, đôi mắt trở nên băng hàn xuống tới, người này không phải chúng ta diệt ma các phản đồ độc linh sao hừ, phản đồ người người đến nhi chu diệt, Độc Linh nhận lấy cái chết, Giang giật thanh âm rất lớn, thanh sắc câu lệ, hắn bạo giống một tiếng, trong tay áo một cái tiểu thú cũng kêu lên, dưới mặt đất trong nháy mắt bay vụt ra vô tận màu hoàng kim côn trùng, đem Độc Linh cùng cái này thiên sát toàn bộ bao phủ ở bên trong. A à công tử, người điên rồi sao không đúng? Tên kia thiên sát giống như thực lực là toàn thịnh thời kỳ, khẳng định hội đã sớm phát giác được dưới mặt đất hoàng cát trùng, giờ phút này bị Giang giật lời nói lừa dối, chờ hoàng cát trùng bay ra mặt đất mới thức tỉnh tới hắn thụ trọng thương, tốc độ đại giảm, vốn định rút đi cũng không kịp, thân thể bỗng chốc bị hoàng cát trùng bao phủ đi vào, đều không kịp đánh giết độc linh tự bị hoàng cát trùng gặm thành một đống hài cốt. Độc linh, giang giật thân thể bắn tới, vội vàng lấy ra thuốc chữa thương cho độc linh phục, còn cần thiên lực cho hắn đơn giản chữa thương một phen, ngăn cản thân thể của hắn suốt huyết nhiều. Độc linh còn thừa lại một hơi, nhìn qua giang giật miễn cưỡng lộ ra một nụ cười khổ nói, thiếu chủ, thuộc hạ không dùng còn cần ngươi tới cứu ta, Trở về trên đường ngươi cẩn thận một chút. Nói xong Độc Linh tựu ngất đi, hắn liền vận công chữa thương cũng không được, chỉ có thể chờ đợi thuốc chữa thương cùng thân thể tự động phục hồi như cũ. Giang giật điều tra một phen, xác định Độc Linh không chết được về sau, còn như hai chân phế đi, chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp. Hắn đem Độc Linh ném vào Hỗn Nguyên Châu bên trong, lúc này mới khống chế Hoàng Cát trùng hướng nơi xa cái kia nửa chết nửa sống viễn cổ cấp hỗn độn thú đánh tới. Kiến tộc nhiều cắn chết tượng. Hoàng cát trùng mặc dù là hồng hoang cấp hỗn độn thú, nhưng số lượng nhiều lắm, cái kia viễn cổ cấp hỗn độn thú đã sắp chết, vùng vẫy trải qua lập tức bị tươi sống cắn chết. Bên này Giang Giật đã thu hồi thiên sát không gian giới chỉ, tiện tay đánh ra mấy trường, đem thiên sát hải cốt đều nện đến nhão nhuệt. Thân thể hướng bên kia chạy như điên, thu hồi viễn cổ cấp hỗn độn thú tàn thi, đều mặc kệ còn lại cấp thấp hỗn độn thú, thu hồi hoàng cát trùng, về phía tây bên cạnh chạy như điên. Giang Giật không có thẳng tắp hướng Bắc Hà Thành bay đi, mà là về phía tây bên cạnh bôn tẩu đại nửa ngày, mới lấy ra thần châu đường vòng hướng Bắc Hà Thành bay đi. Hắn dạng này là lựa chọn rất sáng suốt, vẻn vẹn nửa ngày thời gian, chiến trường phụ cận tự bị tần gia cường giả bao vây, tần gia ít nhất tới 30 thiên sát, còn có mấy trăm địa sát đem phụ cận bao bọc vây quanh. Bởi vì bị giam giật đánh giết thiên sát đưa tin cho Tần Duyệt Văn, nói rõ tình huống. Tần Duyệt Văn đem chuyện này báo cáo gia tộc về sau, Tần Gia Phi thường trọng thị, điều tập rất nhiều cường giả, sợ độc linh còn có đồng bọn, Kết quả chờ bọn hắn lúc chạy đến, Độc Linh không thấy Tâm hơi, ngược lại đưa tin Thiên Sát chết rồi, thi thể đều không có còn lại, chỉ còn lại thất linh bát toái xương cốt. Tần Gia Cường giả lập tức giận dữ, tại phạm vi ngàn dặm bốn phía lục soát, tìm kiếm Độc Linh còn có hắn đồng bọn. Bị giang giật đánh giết Thiên Sát đưa tin nói đến rất rõ ràng, Độc Linh đã bị Tần Gia một tên Thiên Sát thử nổ tung thành trọng thương, đã như vậy Độc Linh khẳng định là được cứu đi, hắn có đồng bọn tại phụ cận. Ong ong ong, Bắc Hà Thành hôm nay phi thường náo nhiệt thành nội con dân đều bị hù dọa, bọn hắn cả một đời đều chưa thấy qua nhiều cường giả như vậy, từng cái thần vương liên tục không ngừng truyền tống tới. Vẹn vẹn hạ giới một ngày thời gian, tần ra gia liền đến mấy vạn thần vương đại quân, Bắc Hà Thành đều bị khống chế, vô số thần châu bay ra ngoài, ở bên ngoài tung ra một tấm võng lớn, chuẩn bị thảm thức đem hỏa uyên phương viên ngàn vạn dặm lục soát một lần, tìm tới độc linh. Mà Giang giật lại không nghĩ rằng tần gia phản ứng lớn như vậy, hắn xa xa lượn quanh một vòng, theo phía tây nhanh chóng hướng Bắc Hà Thành bay đi chương 1416, lăn đi, phi hành 3 ngày rưỡi, Giang giật lần này trên đường không có thuận lợi như vậy, lần này tao ngộ mấy cái hỗn độn thú, bất quá những này cấp thấp hỗn độn thú đối với Giang giật cũng không có quá lớn tính khiêu chiến, như suốt động hoàng cát trùng, nhẹ nhóm có thể diệt sát. Giang giật không có phái ra hoàng cát trùng, mà là để tiểu thú phát ra khí thế uy hiếp lại, một đường bay đi. Hắn tại diệt sát tên kia thiên sát lúc, đem xương cốt đạp nát liền là không muốn lưu lại chứng cứ bị tần gia truy xét đến, giờ phút này như một đường diệt sát hỗn độn thú, sẽ cho người theo truy tung đến, mà lại cũng lãng phí thời gian. Lần nữa phi hành một canh giờ, khoảng cách Bắc Hà Thành cũng không xa, hắn rốt cuộc gặp được phiền toái. Trước mới bay tới hai chiếc thần châu ngăn chặn đường đi, mà lại cái này thần châu phía trước có hai cái thật to tần chữ. Tần ra người, Giang giật thấy rõ ràng tần chữ về sau, toàn thân khẩn trương không thôi, độc linh trọng thương mất đi, ba ngày rưỡi còn không có tỉnh lại bằng vào chính hắn một đám địa sát vẫn là không có vấn đề nhưng nếu đến mấy cái thiên sát vậy liền vấn đề lớn rồi nơi này cũng không phải thành nội tần ra người coi như hắn đem giết chết cũng là thần không biết quỷ không hay không ai biết rõ hắn nhìn qua càng ngày càng gần thần châu não hải phi thường chuyển động nghĩ đến biện pháp cuối cùng tâm hắn quét ngang chuẩn bị đánh cược một lần không có khống chế thần châu giảm tốc mà là cứ như vậy mạnh mẽ đâm tới mà đi đồng thời hắn quát lớn lăn đi Đối diện hai chiếc thần châu chỉ là dừng ở phía trước ngăn chặn đường đi, cũng không có bay ra một đám cường giả đem hắn bao vây lại. Điều này nói rõ đối phương cũng không biết rõ độc linh ngay tại hắn trong không gian giới chỉ, chỉ là thông lệ điều tra, sở dĩ hắn còn có một chút hy vọng sống. Hắn biểu hiện càng là khiếp đảm, đối phương có thể sẽ còn cưỡng ép điều tra, tha rằng như vậy không bằng bá đạo một chút. Quả nhiên, tại giang giật thần châu sẽ đụng vào lúc, hai chiếc thần châu hướng bên cạnh di động hơn 10 trường. Bất quá thần châu quang mang lóe lên, bay ra hơn 100 tên địa sát, những ngày thần vương hóa thành tàn ảnh đem giang giật thần châu vây lại, một người lạnh giọng nói ra, tại hạ tần ra tần tuyết, phụng tộc trưởng chi mệnh tại phụ cận truy tra một tên cửu địch, mời các hạ dừng lại cho chúng ta điều tra, chỗ mạo phạm mong rằng rộng lòng tha thứ. Nếu muốn cưỡng ép rời đi, chúng ta chỉ có thể đắc tội. Hô hô, giang giật thở ra một hơi thật dài, hắn thành công, những người này cũng không biết rõ thân phận của hắn. Cũng không biết độc linh tại hắn không gian thần khí bên trong, chỉ là thông lệ kiểm tra thôi hắn ổn định thoáng cái cảm xúc, khống chế thần châu ngừng lại, lập tức hào phóng mở ra thần châu cấm chế, lạnh giọng nói ra, các ngươi tần gia con em rất huy phong mà liền bản tuần liệp sử thần châu đều muốn điều tra gặp lại sau tần vinh ngược lại là phải thật tốt lĩnh giáo một phen. Vù vù, mấy đạo thần thức quét vào đây, dò xét đến giang giật trên người tuần liệp sử huy chương về sau, sắc mặt lập tức biến đổi. Trẻ tuổi như vậy có thể trở thành tuần liệp sử, người này khẳng định có lai lịch lớn, mà lại gọi thẳng tần vinh danh tự, tuyệt đối là có thân phận công tử. Lập tức một đám địa sát lập tức lùi ở một bên, một người chắp tay nói, thật có lỗi công tử, chúng ta thông lệ kiểm tra, đắc tội. Hừ, Giang giật hừ lạnh một tiếng đóng lại cấm chế, khống chế thần châu nhanh chóng bay đi, trên trán mồ hôi lạnh chảy dọc. Cũng không phải là hắn e ngại đám này địa sát, mà là một khi cùng địa sát khai chiến, sẽ có vô số thiên sát bay tới, đến lúc đó hắn tuyệt đối vào không được thành. Tần ra tới nhiều người như vậy coi trọng như vậy độc linh. Giang giật một bên khống chế thần châu phi hành, một bên suy nghĩ giống như quay đầu đường vòng khẳng định không được nơi này cách khai bắc hà thành gần nhất muốn đi phụ cận thành chỉ ít nhất phải một tháng thời gian như cho tần ra người phát hiện không đúng chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp sở dĩ hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp tiến vào bắc hà thành chỉ cần vào thành hắn tự hoàn toàn đi thôi giang giật hoành quyết tâm cắn giang hướng bắc hà thành bay đi hắn rời đi bắc hà thành chỉ có hơn một ngày khoảng cách hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện trên đường đường ra vấn đề một đường bay đến Giang giật càng phát nhức cả trứng, bởi vì vẻn vẹn đi qua bốn canh giờ, hắn lần nữa bị cản lại, vẫn là hai chiếc thần châu. Hắn lần này càng bá khí, mạnh mẽ đâm tới mà đi, tại đối phương tránh đi bay ra một đám địa sát còn không có dừng lại, thẳng đến muốn lúc công kích mới ngừng lại được. Lần này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đối phương bị hắn hù dọa, tần ra là siêu cấp gia tộc không sai, vấn đề đám người này tại gia tộc địa vị không cao, ăn mềm sợ cứng rắn, đối mặt kiên cường đám công tử ca thực sự không dám đắc tội. Càng là đại gia tộc quy củ càng nghiêm ngặt, đắc tội công tử ca bọn hắn chịu không nổi. Dạng này không được a à. may mắn lăn lộn đi qua sau, Giang giật đôi mắt chuyển động, lần này tần ra phản ứng chi đại vượt quá tưởng tượng của hắn bên ngoài. Như đối phương cưỡng ép muốn điều tra, vậy sẽ phải xong đời. Hắn trầm ngâm một hồi lấy ra hỗn nguyên châu, nhìn lướt qua bên trong độc linh, ngoài ý muốn phát hiện độc linh thế mà thanh tỉnh lại, chính ngồi xếp bằng vận công chứa thương. Mạnh mẽ, tiêu lãnh lần trước ngủ mê rất nhiều thiên tài tỉnh lại, cái này độc linh nửa cái mạng không còn, lúc này mới không đến bốn ngày tiểu tỉnh lại, độc linh thân thể quá mạnh. Hắn đôi mắt nhất chuyển, chuyển âm tiến vào đem tình huống cùng độc linh nói một lần, để hắn hỗ trợ nghĩ biện pháp. Độc linh hư nhược mở to mắt, ánh mắt lộ ra một tia kiên định nói, thiếu chủ, lập tức đem ta ném xuống, một mình ngươi về thành. Nếu không hai người chúng ta đều phải chết, ngươi tuyệt đối vào không được thành. Ách, Giang giật đầy mắt kinh ngạc, lập tức lắc đầu nói, không được, muốn chết cùng chết, người lưu lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Sai, hỗn nguyên châu bên trong độc linh lắc đầu nói, thiếu chủ quá coi thường ta, mặc dù ta không động được, nhưng của ta tiềm ẩn thuật thiên sát thật đúng là nhìn không thấu, tần ra có thể xem thấu ta tiềm ẩn thuật người không cao hơn 10 người. Người suy nghĩ một chút, 10 người này là tần gia cấp cao nhất cường giả, bọn hắn sẽ đến Bắc Hà Thành coi như tới, bọn hắn sẽ đích thân ra điều tra thiếu chủ, tin tưởng ta. Mị ảnh tộc con em nếu là dễ dàng như vậy bị giết, chúng ta mị ảnh tộc cũng không phải địa giới tối cường ám sát chủng tộc. Giang giật còn trần chờ bất định, truyền âm nói, người xác định cái này thật chớ miễn cưỡng, ta cưỡng ép vào thành, đối phương hẳn là sẽ không vạch mặt. Dù sao tần ra là địa sát các, bọn hắn khẳng định hội cố kỵ mạch lăng thu. Xác định, độc linh phi thường khẳng định nói ra, thiếu chủ, người khác đừng mạo hiểm, ta có nắm chắc còn sống trở về tìm ngươi, ta còn muốn ngươi mang theo ta trở về mị ảnh trong tộc, ta không dễ dàng như vậy chết. Chân người phế đi, coi như thương lành lại thế nào trở về Giang Dật vẫn còn có chút trần chờ truyền âm nói Độc Linh lại cười nói thiếu chủ đạt tới chúng ta cái này cấp bậc hai chân bị phế kia là việc nhỏ chúng ta cường đại nhục thân có thể tự động phục hồi như cũ không cần bao lâu ta liền có thể khôi phục toàn thịnh thực lực tốt ha Giang Dật bất đắc dĩ thở dài đã Độc Linh kiên trì như vậy hắn cũng không tốt nói cái gì hắn xuyên thấu qua thần châu liếc nhìn phía ngoài địa hình rất mau tìm đến một nơi tốt phía trước có một con sông lớn sông lớn hai bên đều là vách núi treo leo, hắn ở một bên trên vách đá dựng đứng tìm được một cái sơn động nhỏ. Sơn động nhỏ cách đó không xa có một cái đại sơn động, dọc theo đi lòng đất, cũng không biết sâu bao nhiêu. Nếu có người theo cái này dò xét mà qua, khẳng định hội chú ý đại sơn động, từ đó không để ý cách đó không xa một cái sơn động nhỏ. Ông, hắn đem độc linh truyền tống ra, độc linh nhô ra thần thức bốn phía quét mắt một lần, giang giật chỉ vào ngọn núi nhỏ kia động hỏi, người tiềm phục tại cái này như thế nào không tệ tiểu cái này độc linh hư nhược gật đầu nói giang giật lần nữa cho hắn phục mấy cái liệu thương đan khống chế thần châu dừng lại mà phía sau lưng lấy hắn bay xuống đem hắn thân thể đặt ở động đá nhỏ bên trong lúc này mới nhìn thật sâu hắn một cái nói độc linh còn sống trở về gặp ta nhất định độc linh nhẹ gật đầu thân thể biến mất tại nguyên chỗ giang giật thần thức dò xét một lần còn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái cảm ứng một phen xác định dò xét không đến độc linh sau yên tâm Thân thể hướng không trung bay đi tiến vào thần châu, hướng Bắc Hà thành bay đi. Ha ha, tại giang giật rời đi về sau, độc linh thân hình lần nữa thoáng hiện, trên mặt đều là cười khổ, nỉ non, thiếu chủ, nếu ta chết, ngày này sang năm người nhất định muốn cho ta đốt nén hương ha. Ai, lần này xem vận khí, tần ra mấy lão quái vật khẳng định đều xuất động đi, hy vọng khác đừng điều tra đến bên này. Chương 1417, tên điên, độc linh tính toán rất chuẩn. Giang giật mặc dù một đường hướng Bắc Hà Thành bay đi trên đường lần nữa tao ngộ hai lần tần gia thần châu đều không có chặn đường nhưng Giang giật tình báo đã chuyển đến Bắc Hà Thành nội tần gia một tên trưởng lão cùng tần gia đại tiểu thư tần duyệt văn trong tay tần gia người trưởng lão này chính là độc linh trong miệng lão quái vật một trong đạt đến phong hào thiên sát thực lực mà lại chiến lực là tần gia đệ nhị cường giả ngoại trừ cái lão quái này ngoại vật tần gia còn ra động hai tên lão quái vật mà cái này hai tên lão quái vật nghe tại bên ngoài tìm kiếm có thể thấy được tần gia đối với độc linh cùng chuyện này coi trọng. Đối với tần gia tới nói, độc linh liền là nhà bọn hắn sỉ nhục, không chém giết độc linh, tần gia tổ vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Năm đó độc linh huyết tẩy tần gia một thành trì, đem tần gia một cái chi thứ chi mạch toàn bộ chém giết, một cái không có thừa. Việc này tại địa sát giới đưa tới cực lớn oanh động, liền phụ cận mấy cái giới diện đều truyền ra. Độc linh sau khi giết người, lại như nhân gian bốc hơi tần gia dòng dã tìm tòi một năm đều không có tìm được bất luận cái gì manh mối so sánh tần gia bị diệt một cái chi mạch cái sau càng làm cho tần gia cảm giác được nhục nhã lớn như vậy một cái tần gia thế mà tìm không thấy một người tần gia cũng nghĩ qua việc này hẳn là có đại gia tộc ở sau lưng xuất lực xóa đi độc linh rất nhiều tư liệu cùng vết thích đem độc linh giấu kín cũng nguyệt mờ nhận được tin tức kỳ thật độc linh là mỹ ảnh tộc phản tướng có được kinh khủng tiềm ẩn thuật cùng thuật ngụy trang Bất luận nói thế nào, độc linh đều như một cây gai đồng dạng thật sâu đâm vào tần gia sở hữu cường giả trong cổ học, để bọn hắn cảm giác được nhục nhã, cảm giác được phẫn nộ. Lần trước có phong phóng xuất, độc linh tại Loa Vân Sơn mạch hiện thân, bất qua tiếng gió này bắt đầu chỉ ở diệt ma các bên trong truyền, tần gia tại diệt ma các gần như không có thế lực, đạt được tin tức tương đối trễ, chờ bọn hắn về phía sau giang giật đã sớm mang theo độc linh trở về. Sở dĩ, lần này tên kia thiên sát nói cầm xuống độc linh về sau, tần gia rất là chấn động, sau đó tên kia thiên sát bị giết độc linh đào tẩu càng là chấn động tần ra cao tầng giang giật lợi dụng hoàng cát trùng đánh chết tên kia thiên sát đồng thời hủy đi xương cốt nhưng hắn quên đi một điểm quên đi hủy đi độc linh ban đầu đánh lén đánh giết tên kia thiên sát thi thể tần ra một lão quái vật đi dò xét một phen lập tức kết luận có độc linh nứt thần thủ bộ công kích qua vết tích cũng kết luận bị giang giật đánh giết thiên sát đưa tin nói không giả bởi vì hiện trường có một tên thiên sát tự bạo qua vết tích hết sức rõ ràng như vậy độc linh khẳng định là bị thương nặng, tự nhất định có đồng bọn đem hắn cứu đi. Tần ra tới nhiều người như vậy, tại phủ cận ức vạn lý vung xuống một tấm võng lớn, tất cả mọi người cùng thần châu đều bị cản lại, từng cái loại bỏ, cuối cùng tần ra đại trưởng lão cùng tần duyệt văn phát hiện giang giật hoài nghi tính lớn nhất. Giang giật thân phận đã được đến xác nhận, tuần liệp xử cứ như vậy 10 cái, phi thường tốt phân chia. Giang Giật không có việc gì chạy bên này làm gì khả nghi nhất liền là bên cạnh hắn thế mà một tên hộ vệ không mang hắn đắc tội nhiều người như vậy cùng gia tộc không dẫn người tự dám ra khỏi thành ngũ trưởng lão Giang Giật mới phi thăng không bao lâu Độc Linh nói thế nào đều là thành danh cường giả hẳn là sẽ không cùng Giang Giật xen lẫn trong cùng một chỗ a à. Tần Duyệt Văn vẫn còn có chút không dám hoài nghi dù sao Giang Giật danh khí cùng thực lực rõ ràng không đủ mặc dù có một cái mạch lăng thu đứng tại phía sau hắn nhưng cũng không đủ để độc linh loại này cấp bậc cường giả đầu nhập vào A. Tần gia vị đại tiểu thư này, dáng dấp rất sáng chói không như bình thường nữ tử như vậy nũng nịu, toàn thân tràn ngập một cỗ khí khái hào hùng. Mặc trên người một thân tuyết trắng chiến giáp, đưa nàng như tuyết ra thịt làm nổi bật lên càng thêm kiểu diễm động lòng người, nàng lông nghi bên trong cũng có một cỗ bay lên thần thái, thuộc về loại kia tương đối có khí chàng nữ tử, tựa như nữ vương, có thể gây nên nam nhân chinh phục dục vọng. Ngũ trưởng lão rất già, hai đầu mày trắng rất dài, rũ xuống tới hàm dưới, hắn đục ngầu đôi mắt nâng lên, nhìn Tần Duyệt Văn một chút, trầm giọng nói, bất luận như thế nào, người này không thể bỏ qua, coi như đắc tội Mạch Lăng Thu cũng muốn điều tra. Chỉ cần tìm ra độc linh, lập tức đem tiểu tử này cũng cùng một chỗ giết. Mạch Lăng Thu bên kia tộc trưởng đi một chuyến là được. Vậy ta đi thôi, Tần Duyệt Văn nhẹ gật đầu, nói, ngũ trưởng lão, người cũng đừng ra mặt. Nếu là cái hiểu lầm, có thể nói là chúng ta thế hệ trẻ tuổi xung đột nhỏ, phó các chủ cũng sẽ không trách cứ, người ra mặt vậy liền khác biệt. Ừm, ngũ trưởng lão nhẹ gật đầu, dặn dò, mang nhiều chọn người, đi ngoài thành ngăn lại, đừng cho hắn vào thành, sự tình vỡ lở ra ảnh hưởng không được. Được, Tần Duyệt Văn đứng dậy đi ra phía ngoài, vẫy tay một cái để hai tên thiên sát mang tới 500 địa sát, cưỡi thần châu trùng trùng điệp điệp hướng thành Tây bay đi. Tại Tần Duyệt Văn trong lòng, Giang Giật chỉ là một nhân vật nhỏ, mang theo hai tên thiên sát 500 địa sát thật đúng là cho hắn mặt mũi. Mà lại giờ phút này bên ngoài đều là tần gia người, tần duyệt văn thật đúng là không có đem giang giật để ở trong lòng. Giang giật rời đi thành chỉ cũng không xa, tần duyệt văn cưới ba chiếc thần châu, bằng nhanh nhất tốc độ bay đi, vẻn vẹn ba canh giờ tụ cùng giang giật thần châu tao ngộ lên. Lăn đi, lần này giang giật đồng dạng bá khí 10 phần quát khẽ một tiếng, sau đó khống chế thần châu mạnh mẽ đâm tới mà tới. Nhưng tình huống lần này khác biệt, trước mặt ba chiếc thần châu thế mà không có nhường ra, như ba tòa đại sơn vững vàng lơ lửng tại phía trước. A, à, giang giật trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, hắn đôi mắt chuyển động thoáng cái, cuối cùng cũng không có khống chế thần châu dừng lại, mà là đột nhiên hướng phía trước một chiếc thần châu đánh tới. oanh, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, giang giật thần châu cùng đối diện một chiếc thần châu cấm chế quang mang lấp lánh, nhao nhao rút lui trăm trượng, cũng may thần châu cấm chế đều rất mạnh, cũng không có bạo liệt. bất quá giang giật ngược lại là ở bên trong không có đứng vững, ngã chó gặm bùn. Tà môn, Giang giật đứng lên, đôi mắt lấp lóe lần này tần ra người uống lộn thuốc. Trong mắt của hắn lệ khí lóe lên, liền muốn khống chế thần châu lần nữa đụng vào, đối diện thần châu quang mang lấp lánh, một đạo dễ nghe giọng nữ truyền đến, Giang tuần liệp sử quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng bá đạo A, ngay cả chúng ta tần ra thần châu cũng dám đụng. Nữ, Giang giật nội tâm khẽ động, dám như thế nói chuyện cùng hắn, chẳng lẽ là tần ra cái kia diễm danh lan xa đại tiểu thư. Tần ra đại tiểu thư tự thân lên trận, xem ra cửa này khó qua a à. Hắn cười lạnh một tiếng, giả bộ không có đoán được thân phận của đối phương, quát lạnh nói, nào có các ngươi tần gia bá đạo A ngăn cản bản tuần liệp sử đường không nói, còn muốn trả đũa ta có việc vội vàng đi lam ưng thành, lăn đi. Hưu, nói xong giang giật lần nữa khống chế thần châu, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng tần duyệt văn chỗ thần châu hung hăng đánh tới. Tên điên, tần duyệt văn thầm mắng một tiếng, vung tay lên để thần châu tránh đi. Tần Duyệt Văn mang theo hai tên thiên sát bắn ra, lơ lửng giữa không trung, âm thanh lạnh lùng nói, Giang thành chủ, tại hạ tần duyệt văn, có thể ra gặp mặt hay không tiểu nữ tử tìm ngươi có chút chính sự. Quả nhiên là tần duyệt văn, Giang giật lạnh lùng quét qua, ám đạo độc linh tính toán quá chuẩn, tần ra không dễ dàng như vậy chập chờn. Bất quá giờ phút này độc linh cũng không có tại hắn không gian thần khí bên trong, hắn không sợ hãi, đầu óc hắn chuyển động một phen, cũng không có khống chế thần châu dừng lại, ngược lại tiếp tục hướng nơi xa bay đi, để lại một câu nói, nguyên lai like là tần tiểu thư, người muốn tìm giang mỗ bản luận nhân sinh lý tưởng cái này dã ngoại hoang vô ảnh hưởng không tốt a à cũng không có tư tưởng. Đi, chúng ta trở về mở gian phòng hảo hảo đơn độc nói một chút. Ừ, giang giật có chút mịt mờ lưu manh lời nói, tần duyệt phân vẫn là nghe hiểu, nàng nhìn thấy giang giật thần châu trực tiếp hướng nơi xa phá không mà đi, lập tức giận tím mặt. Lúc đầu trong lòng tự xem thường giang giật, thế mà còn dám tại trong lời nói khinh nhờn nàng nàng lập tức quát lạnh một tiếng, ngăn lại hắn. Vù vù, một tên thiên sát mang theo hơn 200 thần vương phá không mà đi, ngày đó sát thủ bên trong u quang lấp lánh liền muốn công kích, chỉ cần thần châu hủy đi, giang giật liền chạy không có thể trốn. chương 1418, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Oanh, một cái thiết quyền đập tới, thần châu bị hung hăng đập bay ra ngoài vạn trượng xa, cấm chế quang mang lấp lánh, lại nhanh chóng ảm đạm xuống. Kém chút cấm chế tự bạo liệt thần châu bị nện thành phấn vụn, rất rõ ràng cái này thiên sát vẫn là giữ thực lực, bằng không hắn thực lực một quyền đạp nát thần châu quá đơn giản. Hưu, thiên sát thân thể hóa thành một đạo bạch quang, tốc độ quá nhanh, nhẹ nhõm đuổi kịp thần châu ngăn ở thần châu phía trước, một mặt lạnh buốt nhìn qua thần châu, ý tứ rất rõ ràng, không ngoan ngoãn phối hợp xuống một lần thần châu liền muốn bạo liệt. Hưu hưu hưu, tần duyệt phan mấy người cũng nhanh chóng phá không mà đến, đem thần châu bao bọc vây quanh, 500 địa sát hai tên thiên sát, giang giật không thể trốn đi đâu được. Rất tốt, giang giật khống chế thần châu dừng lại, còn chủ động đem cấm chế mở ra, đứng ở thần châu chỗ cửa lớn, ánh mắt của hắn xa xa nhìn qua tần duyệt văn đạo, tần tiểu thư, lần này các ngươi tần ra cho ta hậu lễ, giang mỗ ghi nhớ trong lòng, ngày sau tất bên trên địa sát thành hảo hảo báo đáp các ngươi một phen. Tần ra đại bản doanh ngay tại địa sát thành, giang giật chỉ là tùy ý nói một câu nói, lại làm cho tần duyệt văn cùng hai tên thiên sát nội tâm chấn động, các nàng coi là giang giật chuẩn bị đi tìm mạch lăng thu thay hắn ra mặt. Tần gia là địa sát quân chủ thủ hạ đệ nhất gia tộc, điểm ấy không sai. Nhưng Mạch Lăng Thu lại là địa sát quân chủ tộc huynh, vẫn là địa sát quân chủ bên ngoài người phát ngôn, địa sát giới quyền thế xếp hạng 5 vị trí đầu cường giả. Giống như Mạch Lăng Thu đối với chuyện này bất mãn, tần gia đoán chừng về sau tại địa sát các địa vị hội hạ hàng rất nhiều. Dù sao không cho Mạch Lăng Thu mặt mũi, cái kia chính là không cho địa sát quân chủ mặt mũi. Tần Duyệt Văn trầm ngâm một lát, miến cưỡng lộ ra vẻ tươi cười nói, Giang thành chủ, nghiêm ngặt coi như chúng ta là người một nhà, lần này cũng vô ý mạo phạm, chỉ là có chút sự tình muốn cầu chứng nhận thoáng cái, nếu như là hiểu lầm, quay đầu vui mừng văn tự nhiên bày rượu bồi tội. Ha ha ha, tốt một cái người một nhà, Giang giật đùa cợt cười to, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, vô cùng bá khi nói ra, tần tiểu thư, giống như ngươi làm ta là người một nhà, vậy chúng ta đi làm ưng phủ nói, ta thời gian đang gấp. Giống như ngươi không làm ta là người một nhà, vậy liền ra tay giết ta đi. Giang mỗ mệnh tiện, ăn không nổi tần tiểu thư rượu, Tần Duyệt Văn các loại chờ tất cả mọi người sắc mặt đại biến, Giang Giật cư nhiên như thế không nể mặt mũi như thế ngông cuồng Tần Duyệt Văn đều tốt tiếng khỏe khí nói chuyện, xem như cho đủ Giang Giật mặt mũi, theo lý thuyết hắn cũng có qua có lại, lại không nghĩ rằng như thế làm dáng chẳng lẽ người này là não tàn không thành. Giang Giật đầu óc không có vấn đề, kỳ thật làm như vậy hắn là có mục đích tính, độc linh cũng không có ở trên người hắn không gian thần khí bên trong, sở dĩ hắn cũng không sợ Tần ra điều tra, Tần ra giống như không chuẩn bị cùng mạch lăng thu trở mặt cũng không dám giết hắn. Đã không dám giết hắn, vậy hắn có sợ gì chi? Hắn chính là muốn hạ quyết tâm đại náo một trận, đem tần gia cường giả đều hấp dẫn tới, dạng này độc linh sống sót tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Hắn bất đắc dĩ đem độc linh nhét vào ngọn núi nhỏ kia trong động, nội tâm rất cảm giác khó chịu, tự nhiên muốn giúp độc linh làm nhiều một ít chuyện. Độc linh đối với hắn phi thường trọng yếu, về sau để hắn mang theo đi thánh linh giới hội thuận lợi hơn một chút. Giang giật, tần duyệt phan hít một hơi thật sâu, trong sự một ngạt tâm lửa giận, nói, đừng tưởng rằng ỷ vào cùng phó các chủ một chút quan hệ, liền cho rằng có thể tại điện sát giới sông pha. Như, người ngoài ý muốn vẫn lạc tại cái này, ta nghĩ phó các chủ bắt không được nửa điểm chứng cứ, cũng sẽ không nói gì gì đó. Tần Duyệt Văn ngay từ đầu xưng hô giang giật tuần liệp sử, đằng sau lại gọi giang thành chủ, gọi thẳng tên, có thể thấy được nội tâm của nàng nổi giận. Mà lại ngôn ngữ cũng nói rất rõ ràng giang giật nếu không thức dù sao, hôm nay chém giết hắn, mạch lăng thu cũng cầm tần ra không có cách nào ha 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 giang giật cười to vài tiếng mặt mũi tràn đầy đùa cợt hắn thân thể đột nhiên tiến vào thần châu bên trong còn mở ra cấm chế lạnh giọng truyền lời ra nói đã như vậy các ngươi tự động thủ đi ta cảnh cáo các ngươi như còn dám công kích thần châu tự gánh lấy hậu quả các ngươi tần ra ra đại thế đại ta giang giật cũng không là ai đều có thể nhào nặn ta thế nhưng là diệt ma các tuần liệt sử vẫn là thần ưng thành thành chủ các ngươi vô cớ công kích ta việc này coi như nháo đến quân chủ kia, ta cũng không sợ. Hiu, Giang giật khống chế thần châu ngạo nghễ không sợ hướng phía trước mới bay đi, đối phía trước cản đường thiên sát tự hung hăng đánh tới. Tên điên, đây là một người điên, tất cả tần gia con em trong đầu đều hiện lên một cái ý niệm như vậy, hai tên thiên sát không dám làm chủ, ánh mắt đều nhìn về phía tần duyệt văn, chờ đợi quyết đoán của nàng. Tần duyệt văn khí khái anh hùng hừng hực gương mặt xinh đẹp bên trên âm tình bất định, tại thần châu sẽ đụng vào phía trước thiên sát lúc, nàng đột nhiên quyết định truyền âm cho phía trước tên kia thiên sát nói, phá vỡ thần châu, đem giang giật kích thương, đừng giết chết. Chính như nàng cùng ngũ trưởng lão nói, hôm nay việc này nếu như là cái hiểu lầm, chỉ cần không giết chết giang giật, mạch lăng thu coi như nghe được tin tức, tối đa cũng sẽ chỉ trách cứ vài câu nàng không hiểu chuyện, cũng sẽ không cùng tần ra vạch mặt. Giống như độc linh giấu ở giang giật không gian thần khí bên trong, như vậy thì tính toán giết giang giật, mạch lăng thu đều không lời có thể nói, tần ra cũng đại thù đến báo suy suy đối diện tên kia thiên sát cánh tay sáng lên một đạo kim mang trên cánh tay ngưng kết ra từng mảnh lân phiến cánh tay trở nên phá lệ thô to mang theo hách hách tiếng gió ngạo nghễ không sợ đối vào tới thần châu đập tới oanh một đạo chấn thiên tiếng nổ thần châu quang mang lóe lên trong nháy mắt ảm đạm tiếp lấy thần châu chia năm xẻ bảy hóa thành một mảnh gỗ vụn bắn tán loạn ra bốn phía kinh khí cường đại đập vào thần châu bên trong giang giật thân thể giang giật một cái lão huyết phun ra thân thể như như đạn pháo hướng tần duyệt văn bên kia bay đi, sắc mặt tái nhợt như tuyết, trên thân khí như du hồn, tựa như lúc nào cũng hội ngất đi. Rượu mời không uống, uống rượu phạt, tần duyệt văn cười lạnh một tiếng, vung tay lên hai tên thần vương hướng giang giật bay đi, liền muốn cầm xuống giang giật. Vào thời khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến, ông... Giang giật trong tay sáng lên một đạo huyết hồng sắc quang mang, một cỗ kinh khủng sóng nhiệt từ trên người hắn truyền ra, kia hai tên tới gần hắn thần vương lập tức cảm giác toàn thân đều bắt đầu cháy rừng rực. Bọn hắn hoảng sợ muốn chạy trốn, lại phát hiện toàn thân thiên lực nhiễu loạn, căn bản không động được. Không chỉ là cái này hai tên thần vương, tần duyệt phân bọn người khoảng cách giang giật quá gần, tại thời khắc này ngoại trừ tần duyệt xăm mình sau thiên sát bên ngoài, những người còn lại đều không động được. Mà lại toàn thân đều truyền đến một đạo mùi khét lẹt, tựa hồ sau một khắc liền muốn đốt thành cho bụi, kinh mạch cũng bị đốt bị thương, căn bản là không có cách vận chuyển thiên lực, chớ nói chi là chạy trốn. Giang giật, ngươi dám, tần duyệt xăm mình sau thiên sát bạo hống, hắn thiên lực cũng nhiễu loạn, nhưng không nghiêm trọng như vậy, hắn thân thể bay vụt mà đến muốn dẫn lấy tần duyệt văn đào tẩu. Nhưng mà sau một khắc hắn lại không động được, bởi vì giang giật trong tay hồng quang biến mất, một viên trong hạt châu lại bay ra đầy trời hoàng cát trùng, thoáng cái đem hắn cùng tần duyệt văn bao phủ đi vào. a à, hoàng cát trùng điên cuồng gặm cắn trên thân hai người chiến giáp, thiên sát chỉ là mặc trung phẩm thần khí chiến giáp, bỗng chốc bị gặm phá, từng cái hoàng cát trùng sông vào bên trong thân thể của hắn, vẻn vẹn một hơi thời gian liền đem hắn huyết nhục gặm sạch, thiên sát tử vong. Tần Duyệt xăm mình là tần gia đệ nhất tiểu thư, trên người chiến giáp tự nhiên không phải hàng thông thường, là thượng phẩm thần khí. Nhưng nàng mới vừa rồi bị hỏa diễm đốt bị thương, giờ phút này toàn thân bò đầy lít nha lít nhít côn trùng, thần thức còn dò xét đến sau lưng thiên sát bị trong nháy mắt miểu sát. Nàng bị dọa phát sợ, một cử động cũng không dám, chỉ là nhắm mắt lại phát ra rít lên một tiếng, a à. hưu giang giật lao đến, vọt vào hoàng cát trùng trong đống, ôm tần duyệt văn sau lưng, lúc này mới dán vào tần duyệt văn lỗ tai, lạnh giọng nói ra, tần tiểu thư, đã sớm cùng ngươi nói chớ chọc ta, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Đã ngươi nghĩ như vậy lưu lại ta tâm sự, vậy chúng ta hảo hảo nói một chút đi. chương 1419, Đồng Mệnh Nguyên Ương Toàn trường tĩnh mịch, sự tình nghịch chuyển quá nhanh, nhanh đến bọn hắn đều phản ứng không kịp, Tên kia thiên sát tàn thi hướng phía dưới rơi xuống đều không ai chú ý, Giang giật lần này cũng không để cho hoàng cát trùng đem hắn gặm đến chỉ còn lại xương cốt, chỉ là đem thi thể đều gặm đến hoàn toàn thay đổi, buồn nôn đến cực điểm, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Trước đó hắn tại hỏa uyên phụ cận dùng hoàng cát trùng đánh chết một tên tần gia thiên sát, mặc dù đem xương cốt nện đến thất linh bát vái, nhưng giống như tên này thiên sát cũng gặm thành hài cốt, rất dễ dàng bị người liên tưởng cùng một chỗ. Xuất động hoàng cát trùng, hắn cũng là chuyện không có cách nào khác. Thiên dương lửa giận quá bá đạo, trên đường hắn luyện hóa kia một đoàn, uy lực càng là tăng lên không ít. Giống như toàn bộ phóng xuất ra, tần duyệt văn tuyệt đối sẽ bị đốt sống chết tươi. Hắn không có ý định cùng tần ra cùng chết, như giết chết tần duyệt văn, sợ là mạch lăng thu đều rất khó bảo vệ hắn. Hắn chỉ muốn đem sự tình làm lớn chuyện, hấp dẫn tần ra cường giả lực chú ý, để độc linh sống sót thôi. Giờ phút này mục đích của hắn đạt đến, tần duyệt văn bị cầm xuống về sau, tần gia cường giả nhất định đều sẽ bị hấp dẫn tới. Quả nhiên, còn lại tên kia thiên sát rất nhanh phản ứng lại, một bên lấy ra một khối đưa tin ngọc bội đưa tin, một bên trầm hống, giang giật, người khác đừng xúc động, có việc dễ nói, tuyệt đối đừng tổn thương tiểu thư nhà ta, nếu không coi như phó các chủ đều không gánh nổi ngươi. Ha ha, giang giật nhìn thấy mấy chục người đều lặng lẽ đưa tin về sau, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hắn không có cùng tần duyệt văn lại nói cái gì, ngược lại đối bên trái địa sát nói ra, lấy một chiếc thần châu ra. Ông, kia địa sát trần chờ một phen, lấy ra một chiếc thần châu, giang giật quát lạnh nói, người vào thần châu bên trong, đi trước khoang thuyền. Đối diện thiên sát nhẹ gật đầu, địa sát mở ra thần châu đại môn bay vào, giang giật ôm kém chút ngất đi con mắt đóng chặt tần duyệt văn đi theo bay vào đi, kia đếm không hết hoàng cát trùng cũng đi vào theo. Giang giật để tiềm phục tại trong tay áo tiểu thú khống chế mấy ngàn hoàng cát trùng ngăn chặn trước khoang thuyền cùng sau khoang thuyền lối đi nhỏ, hình thành lấp kín trùng tường, lúc này mới quát khẽ, mở ra thần châu cấm chế, đi bắc Hà Thành, dám can đảm có nửa điểm tiểu động tác, tiểu thư nhà ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đất này sát nào dám làm loạn hiện trường nhiều người như vậy ai cũng không dám loạn động, chỉ có thể chờ đợi tần ra các trưởng lão đuổi tới. Hắn thành thành thật thật quan bế cấm chế, khống chế thần châu bằng nhanh nhất tốc độ hướng Bắc Hà Thành bay đi. Kít, Giang giật phung tay lên, tiểu thú thừa cơ phát ra một đạo rất nhỏ tiếng kêu, bò đầy tần duyệt văn toàn thân hoàng cát trùng lập tức hướng tứ phía tám mới bay đi bất quá cũng không có bay quá xa ngay tại giang giật cùng tần duyệt văn phụ cận một trượng lơ lửng hình thành năm mặt tường giang giật cùng tần duyệt văn ngay tại trùng trong phòng chớ khẩn trương những này tiểu côn trùng rất ngoan bọn chúng sẽ không làm loạn cũng sẽ không đem ngươi ngọc thể gặm đến hoàn toàn thay đổi cảm thụ tần duyệt văn toàn thân rung động sợ hãi tới cực điểm giang giật nhẹ giọng tại bên tai nàng nói một câu Lập tức ôm eo thân của nàng hướng bên cạnh một cái chỗ ngồi đi đến, hắn thoải mái ngồi xuống, đại thủ khẽ động để Tần Duyệt Văn ngồi ở trên đùi của hắn, hắn nhìn thấy Tần Duyệt Văn muốn nhảy dựng lên, lập tức hí ngược nói ra, bọn chúng rất ngoan, nhưng nếu ngươi không ngoan, ta sợ bọn chúng sẽ lập tức xông lại đem ngươi tươi sống cắn chết, sở dĩ ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích. A, à, Tần Duyệt Văn thân thể mềm mại kịch liệt run lên, gương mặt xinh đẹp vừa thẹn vừa giận, nhưng cũng không dám động. Ánh mắt của nàng là nhắm không dám nhìn những này xấu xí côn trùng, nhưng thần thức một mực nhịn không được đang dò xét, nàng dò xét đến bốn phía lít nha lít nhít côn trùng, cảm giác tê cả ra đầu, nữ hài tử sợ nhất loại này tiểu côn trùng, huống chi vừa rồi nàng còn dò xét đến, tần gia thiên sát bị tươi sống cắn chết. Nàng cắn răng phát ra một đạo oán độc lời nói, giang giật, ngươi là ác ma, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ta. Tần duyệt phân câu nói kế tiếp im bặt mà dừng, bởi vì giang giật ôm eo ếch nàng tay đột nhiên hướng lên trên mặt di động mấy phần, bắt lấy nàng một cái nở nang mỹ hảo, nàng một cái hoa cúc đại khuê nữ tay nhỏ còn không có bị người chạm qua, giờ phút này làm sao có thể chịu đựng giang giật như thế khi nhờ nàng nổi giận tới cực điểm, trên thân sát khí bão táp, liền muốn cùng giang giật liều mạng. Ông, giang giật bắt lấy tần duyệt phân đan phong cái tay kia lóng lánh ánh sáng đỏ thoáng cái, một cỗ sóng nhiệt bao phủ ra, để tần duyệt phân toàn thân lần nữa run rẩy vặn vẹo, tựa như bắt đầu cháy rừng rực. Tự liền hoàng các trùng đều không chống nổi, sao động bay múa thần châu bên trong cấm chế cũng lấp lánh không ngớt như giang giật đem hỏa diễm thật phóng xuất ra đoán chừng cái này thần châu hội giấy lên lửa lớn rừng rực tần tiểu thư ta muốn giết chết người quá đơn giản hiểu không giang giật lạnh băng băng lời nói vang lên tần duyệt phan thống khổ kêu rên hai tiếng phát giác được giang giật tay đã hướng xuống mặt di động tiếp tục ôm eo của nàng nội tâm của nàng bi phẫn ít đi rất nhiều sát khí trên người cũng yếu đi không ít ai cũng không muốn chết nàng vẫn là một cái hoa quý thiếu nữ, hai lần tại kề cận cái chết du tẩu, giờ phút này còn không có ngất đi, đã coi như là tâm tính thật tốt. Giang giật, người muốn thế nào tần duyệt phan nghiến giang nghiến lợi lần nữa quát khẽ, mau thả ta, thả ta. Xuyệt, giang giật nhẹ giọng tại bên tai nàng thổi một ngụm, mới thấp giọng nói ra, người nếu không nghĩ gặp càng lớn khuất nhục cùng khinh nhờn, nếu không muốn chết đi, tự ngồi đàng hoàng. Ngươi là người thông minh, không muốn tự nhiên hắn nhục, hiểu chưa? Tần Duyệt phan đích thật là người thông minh, nàng biết rõ chỉ có thể bằng vào nàng là trốn không thoát giang giật ma trường, nếu nàng không muốn chết, không muốn lại bị giang giật lăng mạ, chỉ có ngoan ngoãn nghe lời, chờ đợi tần ra ba cái trưởng lão đến. Giang giật không nói thêm gì nữa, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái dò xét tình huống bên ngoài. Tình huống bên ngoài rất loạn, 500 điện sát cùng tên kia thiên sát, cũng không kịp đi thu liếm chết đi thiên sát thi thể một đường đi theo, mặt mũi tràn đầy cấp bách cùng phẫn nộ. Tần ra ba vị trưởng lão tiếp vào đưa tin về sau, lập tức hướng bên này chạy đến, mặc dù phong hào thiên sát thực lực mặc dù kinh khủng, nhưng muốn chạy tới cũng cần một chút thời gian. Giang giật trên đường một mặt bình tĩnh, một mực tại dò xét tình huống bên ngoài, trong tay hỏa diễm tiện tay chuẩn bị xuất hiện. Tần ra nếu dám làm loạn, hắn, tự dám ngọc thạch câu phần, giang giật nhàn nhã ngồi, tần duyệt phân lại cảm giác một ngày bằng một năm, nàng một cái hoa cúc đại khuê nữ thế mà ngồi tại một cái nam tử trên đùi còn bị người ôm eo thon cảm giác tựa như giúp vào tình nhân trong ngực hết lần này tới lần khác cái này nam tử là nàng nhất xem thường thống hận nhất loại kia, cái này khiến Tần Duyệt Văn vô cùng phát điên, kém chút điên rồi, nàng còn không thể động. Nữ tử lòng xấu hổ, khó chịu tư thế ngồi và mập mờ khí thức, lúng túng yên tĩnh, hết thảy hết thảy đều để Tần Duyệt Văn cảm giác giống như là giày vò, cái này ngắn ngủi một canh giờ sợ là nàng cả một đời đều không thể quên đi. Hưu, một canh giờ sau, Tần gia ngũ trưởng lão rốt cục chạy đến, trên đường hắn tự thông qua đưa tin giải sự tình đi qua, chống đỡ một chút đạt phụ cận hắn cường đại thần thức trực tiếp xuyên thấu qua thần châu cấm chế, khóa chặt Giang Giật cùng Tần Duyệt văn Ừ, ngũ trưởng lão thần thức mặc dù cường đại, nhưng Giang Giật tại thiên nhân hợp nhất trong trạng thái, hắn nhẹ nhõm cảm ứng được một tia không đúng. Trong tay hắn quang mang lóe lên, nhiệt độ cao lần nữa bao phủ ra, ánh mắt hắn cũng mở ra, nhìn qua mặt mũi tràn đầy thống khổ uốn éo người Tần Duyệt văn nói ra, nhà ngươi cường giả tới, nói cho bọn hắn, để bọn hắn thành thành thật thật đi theo, khác đừng ý đồ cứu ngươi. Trở lại Bắc Hà thành nội, chúng ta mới hảo hảo nói một chút, nếu không hai ta tự làm một đôi đồng mệnh nguyên ương đi. Cắt cắt chương 1420, cầm xuống giang giật. Giang giật, chớ làm tổn thương tiểu duyệt, ta cam đoan sẽ không làm loạn. Không cần Tần Duyệt Phân đưa tin, phía ngoài ngũ trưởng lão chính mình truyền âm vào đây. Ngũ trưởng lão mặc dù tại Tần gia chức cao trọng quyền, nhưng Tần Duyệt Phân cùng Tần Vinh là tộc trưởng thích nhất tôn tử tôn nữ, hắn cũng không dám để Tần Duyệt Phân bị nửa điểm tổn thương mà lại đứa nhỏ này là hắn nhìn xem lớn lên, chính hắn cũng đau lòng. Ha ha, Giang giật cười nhạt một tiếng, gật đầu nói các ngươi bất loạn đến, ta cam đoan tần duyệt văn sẽ không nhận nửa điểm tổn thương, giống như làm loạn. Ha ha, ngũ trưởng lão trầm tựu thanh âm rất nhanh vang lên, yên tâm, chỉ cần ngươi bất loạn đến, chúng ta cũng sẽ không làm loạn. Giang giật nhẹ gật đầu, lần nữa tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, cảm ứng tình huống chung quanh. Ngũ trưởng lão quả nhiên thành thật, thậm chí đều không có tới gần, rời đi thần châu có vạn trượng xa, sợ giang giật hiểu lầm. Thần châu tiếp tục hướng phía trước mới bay đi, bay một canh giờ sau, nơi xa hai đạo vô cùng cường đại khí thức cuốn tới thoáng cái bao phủ toàn bộ thần châu, bất quá ngũ trưởng lão thanh âm lập tức vang lên, lão thất, lão 13, tất cả chớ động. Ngũ ca, hai tên lão giả cuồng lướt mà đến thật xa tự quát khẽ, thanh âm bên trong ẩn chứa vô tận nổi giận cùng sát khí, tự liền thần châu bên trong giang giật đều có thể cảm thụ được rõ ràng. Ngũ trưởng lão khoát tay áo, Gia hiệu hai người đừng nhúc nhích, hai người chỉ có thể hận hận dùng thần thức quét mấy lần thần châu bên trong giang giật cùng tần duyệt văn, cuối cùng không nói gì, trầm mặc đi theo thần châu. Hơn một canh giờ về sau, Bắc Hà Thành thấy ở xa xa, ngoài thành đã sớm tụ tập mấy ngàn địa sát, phía dưới Bắc Hà Bộ Lạc càng là đứng đầy người, khẩn trương mà hiếu kỳ đánh giá bay tới thần châu cùng đằng sau trùng trùng điệp điệp đám người. Thần châu mạnh mẽ đâm tới mà đến, ngũ trưởng lão khoát tay chặn lại, ngăn chặn cửa thành địa sát môn thối lui đến hai bên. Thần Châu ngừng lại đại môn mở ra, Giang giật thu hồi hoàng cát trùng, vẻ mặt tươi cười ôm Tần Duyệt văn bay vào đây, nghênh ngang tiến vào thành trì. Trong bộ lạc náo nhiệt rỗ rành, thành nội lại bình tĩnh đáng sợ. Thành trì sớm đã bị Tần ra tiếp quản, ngũ trưởng lão trước khi đi hạ lệnh thành nội giới nghiêm, Tần Duyệt văn bị người cưỡng ép đây là phi thường chuyện mất mặt, ngũ trưởng lão muốn đem ảnh hưởng khống chế đến thấp nhất. Giang giật mang theo Tần Duyệt Văn một đường hướng quảng trường bay đi, đằng sau vạn trượng ba tên Tần gia trưởng lão đi sát đằng sau, lại đằng sau thì là mấy chục tên thiên sát rất nhiều người đều đằng đằng sát khí ngược lại là ba tên trưởng lão sắc mặt biến đến bình tĩnh trở lại đến quảng trường về sau ngũ trưởng lão thật xa truyền âm nói giang giật có thể thả tiểu thư nhà ta a à? không được giang giật nhún vai một cái nói nơi này đều là ngươi người, người vạn nhất các ngươi trong thành trực tiếp động thủ giết ta đây đi lam ưng thành đi đến lam ưng thành ta cam đoan thả người ngũ trưởng lão cũng không có quá nhiều phẫn nộ ngược lại bình tĩnh nói ra quân tử nhất ngôn Tứ mã nan truy, Giang giật mỉm cười, đối thủ hộ truyền tống trận mấy trăm điện sát quân quát khẽ nói, mở ra truyền tống trận. Địa sát quân hướng ngũ trưởng lão bọn người nhìn thoáng qua, cái sau nhẹ gật đầu, truyền tống trận lập tức phát sáng lên. Các loại chờ Giang giật truyền tống sau khi đi, ngũ trưởng lão quay đầu đối sau lưng một đám thiên sát nói, mặc dù độc linh tại Giang giật trên người khả năng rất lớn, nhưng các người vẫn là tiếp tục dò xét đi, Giang giật sự tình các người chớ để ý, chúng ta hội xử lý hưu, nói xong ngũ trưởng lão mang theo hai gã khác trưởng lão tiến vào truyền tống trận, theo sát giang giật mà đi. Thành nội mặc dù tính gì vô cùng, nhưng rất nhiều thần thức hay là một mực đang lặng lẽ dò xét, chờ ba người sau khi đi, thành nội rất nhiều trong sân lập tức một mảnh xôn xao. Giang giật thế mà bắt tần ra tiểu thư. Tiểu tử này nghe nói năm đó liền đem thần ưng thành thành chủ nữ nhi cho bắt hắn có phải hay không cưỡng ép nghiện liền tần ra tiểu thư cũng dám động đây chính là chiếm cứ tại địa sát giới bên trên quái vật khổng lồ A, đoán chừng lần này địa sát giới đều muốn chấn động. Địa sát giới rất nhanh chấn động, loại này kinh bạo tin tức truyền bá nhanh nhất. Giang giật cũng không có che giấu hành tung của mình, nghênh ngang một đường hướng làm ưng thành truyền tống mà đi, tay trái một mực ôm tần duyệt văn, thậm chí truyền tống mấy lần, tay phải hỏa long kiếm còn ra phát hiện ra, một bộ ta là giặc cướp ngông cuồng làm dáng. Độc Linh nói muốn đi thánh linh giới vậy thì nhất định phải danh chấn địa giới, hắn tại địa sát giới có chút danh tiếng, lần này dứt khoát tự triệt để đem sự tình làm lớn chuyện, để danh khí càng tăng lên mấy phần. Lam ưng thành khoảng cách bên này không tính quá xa, chỉ cần truyền tống hơn 40 lần, giang giật ở nửa đường tìm cái gian phòng nghỉ ngơi nửa ngày, lần thứ hai truyền tống sau tụ đã tới Lam ưng thành. Truyền tống đến Lam ưng thành về sau, Giang giật đầu tiên nhìn thấy chính là tiêu hoàng một tấm khó coi tới cực điểm mặt, làm ưng phủ đại nhân vật gần như đến đông đủ, thành nội trên quảng trường ít nhất đứng đấy gần trăm tên thiên sát cấp cường giả. Tham kiến phủ chủ đại nhân, Giang giật nhìn thấy tiêu hoàng về sau, nhếch miệng cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy thân thiết nói ra, phủ chủ đại nhân, một ngày không gặp như là ba năm a. À. Hừ, tiêu hoàng muốn tự tử đều có, Giang giật bên ngoài thế nhưng là hắn người, lần này như thế khác người, tần gia tuyệt đối đem hắn cũng hận lên, hắn mặt mũi tràn đầy âm trầm quát khẽ nói còn không đem tần tiểu thư thả hắc hắc ta cùng tần tiểu thư đùa giỡn đâu giang giật nhếch miệng cười một tiếng mang theo tần duyệt phan hướng tiêu hoàng đi đến còn không có tới gần đằng sau truyền tống trận tự phát sáng lên năm trưởng lão ba người ra trong truyền tống trận ba người vừa xuất hiện một người nhìn thấy tiêu hoàng sau lập tức cười lạnh nói tiêu phủ chủ người quản giáo thủ hạ thủ đoạn không tệ a à, thủ hạ thành chủ thế mà cũng dám giết chúng ta ra người bắt cóc nhà chúng ta tiểu thư Tiêu Hoàng mặt càng phát âm trầm, hướng ngũ trưởng lão chắp tay nói, các vị bất giận, việc này ta nghĩ có thể có chút hiểu lầm A à Giang giật còn không thả người. Thả người đơn giản, Giang giật đứng tại Tiêu Hoàng phụ cận, ánh mắt nhìn về phía ngũ trưởng lão nói, bất quá trước tiên đem sự tình nói rõ ràng đi, nếu như nói không rõ ràng. Chúng ta liền đi địa sát thành tìm quân chủ phân xử đi. Hừ, tần gia thất trưởng lão tức sùi bọt mép, quát lớn nói, giết nhà ta người, bắt cóc tiểu thư nhà ta, người còn lý luận ta tự nhiên để ý tới. Giang giật không yếu thế chút nào quát khẽ, tranh phong tương đối nói ra, ta đi ngang qua Bắc Hà Thành, nhà ngươi người vì gì chặn đường ta ta lặp đi lặp lại nhiều lần cảnh cáo, nhà ngươi người không chỉ có không lùi, phản tùy ý công kích ta. Chẳng lẽ lại nhà các ngươi người muốn giết ta, ta liền phải ngoan ngoãn chờ chết không thành đây là cái gì đạo lý chẳng lẽ các ngươi địa sát giới là các ngươi tần gia không thành ta dù sao cũng là thần ưng thành thành chủ, Diệt ma các tuần liệp sử A à, các ngươi tần ra nói giết tựu giết có phải hay không bất kỳ một cái nào thành trì thành chủ. Các ngươi tần ra thấy ngứa mắt đều có thể giết có phải hay không tiêu phủ chủ. Các ngươi muốn giết cũng có thể giết có phải hay không mạch phó các chủ. Xoạt, Giang giật lời còn chưa nói hết trên quảng trường tựu một mảnh xôn xao tiêu hoàng đôi mắt co rụt lại, như cho Giang giật nói tiếp, đoán chừng địa sát quân chủ đều muốn ra. Hắn vội vàng trùng điệp tăng hắng một cái, khua tay nói, Giang giật, đừng nói nữa. Việc này có thể có hiểu lầm, tần gia cũng không phải ngươi nói như vậy. Tần gia một mực rất giảng đạo lý, quân chủ cùng phó các chủ một mực rất nể trọng tần gia, bọn hắn lại thế nào có thể làm loạn trước tiên đem tần tiểu thư thả lại nói, dạng này còn thể thống gì. Ba ba bá, bá, tần gia ba vị trưởng lão mặt đều hóa xanh, tiêu hoàng cùng giang giật kẻ sướng người họa, thế mà đem dư luận thoáng cái khống chế tại bọn hắn bên kia, lúc đầu ngũ trưởng lão muốn đợi giang giật thả người về sau, lập tức cưỡng ép chém giết, xem ra lại là không thể động, nếu không cái kia chính là đại bất kính. Rõ, Giang giật một mực chờ liền là tiêu hoàng câu nói này, tay hắn rụt trở về, sau đó phi thường nho nhã lễ độ chắp tay nói, tần tiểu thư, đắc tội. Hưu, tần duyệt xăm mình con phiêu khởi, bằng nhanh nhất tốc độ bay đến ba vị trưởng lão bên kia, sau đó cuồng loạn khẽ kêu, ngũ trưởng lão, độc linh liền là bị hắn cứu được. Giết cái này cầu tặc, hết thảy hậu quả ta dốc hết sức đảm đương, coi như phó các chủ muốn ta đền mạng, ta cũng nhận. Ngũ trưởng lão trong mắt hàn quang lóe lên, coi là Tần Duyệt Phan nắm giữ đầy đủ chứng cứ, hắn không có chút gì do dự vung tay lên nói, lão thất, lão 13, cầm xuống giang giật. Ba ba bá, bá, lần này đến phiên tiêu hoàng cùng giang giật sắc mặt thay đổi, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tần gia lại dám trong thành động thủ, dám ngay ở nhiều người như vậy mặt động thủ. Trường 1421 cũng không có cái gì chứng dùng. Tần Duyệt Văn cũng không có nắm giữ bất cứ chứng cứ gì, chứng minh độc linh ngay tại giang giật trong không gian giới chỉ, nàng chỉ là bị tức điên rồi, lần này bị cưỡng ép nàng về sau tại địa sát giới công tử tiểu thư trước mặt còn thế nào ngẩng đầu nàng chỉ là đơn thuần cảm giác độc long liền là bị giang giật cứu được, nếu không. Giang giật là hà nhân là chút chuyện nhỏ này, cùng tần ra kết xuống tử thù. Ngũ trưởng lão lại coi là tần duyệt phăn nắm giữ đầy đủ chứng cứ, chủ yếu có thể cầm xuống giang giật, theo hắn không gian thần khí bên trong tìm tới độc linh, như vậy mọi chuyện đều tốt nói, coi như mạch lăng thu tới, ngũ trưởng lão cũng không sợ. Vù vù hai tên tần gia trưởng lão đồng thời động, thất trưởng lão nghi tâm bay ra một cái vô hình lưỡi đao, trong nháy mắt chui vào giang giật mi tâm. Hắn một tay ngưng hiện một cái bao tay màu đen, thủ sáo bên trên hắc quang lấp lánh, biến thành một cái móng vuốt sắc bén, thân thể hóa thành một đạo hồng quang thẳng bắt giang giật cổ mà đi. Một cái khác 13 trưởng lão hai tay tiếp ấn, hư không bên trên tầng tầng chấn động, một tòa cự đại kim sắc dãy núi ngưng hiện, dãy núi kia đem toàn bộ quảng trường đều che đậy, phía dưới tia sáng tối sầm lại, nếu muốn là chân áp mà xuống, phía dưới đoán chừng rất nhiều thần vương đều sẽ bị nghiền ép mà chết. Tần ra hai cái trưởng lão phối hợp rất không tệ, một người vận dụng công kích linh hồn phụ trách cầm xuống giang giật, một người phóng thích cường đại pháp tắc hệ thổ phụ trách uy hiếp quần hùng, để tiêu hoàng không dám loạn động. Hai vị này trưởng lão đều là phong hào thiên sát, thực lực phi thường khủng bố, mà thành nội đạt tới phong hào thiên sát chỉ có. Tiêu hoàng một người, dừng tay, tiêu hoàng đôi mắt lạnh xuống quát khẽ một tiếng, trong tay một cái thiết côn xuất hiện, trên thân khí thế vô hạn dâng lên. Mặc phố tộc hắn đắc tội không nổi, tần gia hắn cũng đắc tội không tầm thường, nhưng đây là Lam ưng thành, tần gia người tại địa bàn của hắn động thủ, hắn nếu không xuất thủ, truyền đi hắn tiêu hoàng mặt mũi để nơi nào. Tiêu hoàng lão đệ, độc linh ngay tại giang giật không gian thần khí bên trong, người tốt nhất chớ làm loạn, việc này xong ta tự nhiên đến nhà tạ tội. Ngũ trưởng lão thanh âm vang lên tại tiêu hoàng trong đầu, cái sau thoáng cái không dám động, Độc linh thế nhưng là địa sát các cùng diệt ma các tội phạm truy nã, giống như giang giật thật cùng độc linh cuối cùng một chỗ, hắn dính vào hậu quả khó mà lường được. Tiêu Hoàng không dám động, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua thất trưởng lão hướng giang giật phóng đi, giang giật đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai con người mê ly, tựa hồ bị thất trưởng lão công kích linh hồn chấn nhiếp. Bất quá điểm ấy mọi người ngược lại là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, giang giật chút thực lực ấy tại rất nhiều người xem ra đều thấp kém có thể bỏ qua không tính, đừng nói phong hào thiên sát công kích linh hồn, sợ là bình thường thiên sát công kích linh hồn đều gánh không được a à. hưu nhưng mà để mọi người khiếp sợ sự tình phát sinh tại thất trưởng lão sẽ bắt lấy giang giật lúc giang giật ánh mắt thế mà khôi phục thanh minh hắn thân thể lui nhanh mà đi trong tay một cái hạt châu quang mang lấp lánh đầy trời hoàng cát trùng bay múa ra đem phía trước thất trưởng lão bao phủ đi vào cái này tiêu hoàng cùng một đám người đều ngơ ngẩn giang giật tư liệu rất nhiều người quen thuộc hắn mới phi thăng không có mấy ngày thực lực yếu đến đáng thương lúc trước còn kém chút bị la phù cùng lạc tường giết đi. Thế mà liền phong hào thiên sát công kích linh hồn đều có thể kháng trụ tiểu tử này thực lực làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy mà lại hắn thế mà có thể khống chế hoàng cát trùng. Bất quá, những này cũng không có cái gì chứng dùng. Thất trưởng lão thân thể thoáng cái theo hoàng cát trùng bên trong bắn ra, dùng tốc độ khủng khiếp nắm giang giật cổ, một cỗ không hiểu năng lượng tràn vào, giang giật thần hạch trong nháy mắt bị phong ấn. Thất trưởng lão trong mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm giang giật nói, tiểu tử, ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, nếu không ta không bảo đảm lập tức đánh chết ngươi. Giang giật không nhúc nhích chỉ là lặng yên để hoàng cát trùng bay trở về, cũng làm cho tiểu thú tiến vào hỏa linh châu bên trong, hắn trong đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo, khóe miệng nhúc nhích, âm thanh lạnh lùng nói, rất tốt, các người tần gia quả nhiên tại địa sát giới một tay che trời, liền quân chủ thiết luật đều coi thường, lại dám trong thành công nhiên động thủ các ngươi tần gia muốn tạo phản sao. Ha ha, bên kia ngũ trưởng lão u u cười một tiếng, thản nhiên mở miệng nói, giang giật, Ngươi đừng cho nhà chúng ta mang mũ cao, tần ra đi theo quân chủ nhiều năm như vậy trung thành như một, cũng không phải ngươi hai câu này có thể châm ngòi ly gián. Lại nói, chúng ta cũng không có động thủ, chỉ là truy nã tội phạm truy nã đồng bọn thôi, giang giật ngươi chứa chấp độc linh ra sao giáp tâm. Xoạt, trên quảng trường một mảnh xôn xao, độc linh danh từ quá vang dội, giống như giang giật thật chứa chấp độc linh, tiểu tử này tự hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha, giang giật cười ha hả, nhưng thất trưởng lão nắm cổ của hắn tay có chút dùng sức, tiếng cười của hắn lập tức im bặt mà dừng. Trên mặt hắn cũng không có vẻ thống khổ, ngược lại đùa cợt nhìn qua thất trưởng lão nói, làm sao nói chuyện cũng không cho nói giống như người muốn động thủ, tự giết ta đi. Ta giang giật nếu là một chút nhíu mày, liền là ra ra ngươi. Phốc, rất nhiều người nghe được phía trước nửa câu, âm thầm là giang giật khí tiết điểm tán, câu nói sau cùng lại cảm giác không thích hợp, một cân nhắc lại rất nhiều người đều phun ra, tiểu tử này chết cũng muốn chiếm tiện nghi a. Thất trưởng lão đôi mắt lạnh lẽo, trên thân sát khí dâng lên, Tiêu Hoàng cũng không dám để Giang giật chết tại cái này, quay đầu như Giang tiểu nô tìm đến phiền phức, mạch lăng thu bọn người không sợ, hắn cái này nho nhỏ phủ chủ có thể gánh vác không ở. Hắn liên thanh nói ra, thất ra, dựa theo địa sát thiết luật, coi như Giang giật phạm tội, cũng không thể vận dụng tư hình, không bằng đưa đi địa sát thành, nhưng đất sát đường kết tội đi. Ha ha Giang giật đùa cợt nói ra, không cần địa sát đường tần ra chẳng phải đại biểu địa sát đường sao bọn hắn là muốn giết ai tựu giết ai. Ta cái này nho nhỏ thần ưng thành thành chủ tính là gì tuần liệp sử cũng không tính là gì. Tần ra như muốn giết, chiến thần các các chủ, diệt ma các các chủ, phủ chủ đều có thể giết. Giang giật cái này tâng bốc mang cao, thất trưởng lão sát khí một yếu, tiêu hoàng lặng yên nháy mắt ra dấu, một tên tiêu gia trưởng lão lập tức lặng yên cho mạch lăng thu đưa tin. Ngũ trưởng lão trần chờ một chút, quát khẽ nói chỉ bằng ngươi chứa chấp độc linh đánh giết nhà ta thiên sát cưỡng ép tiểu thư nhà ta ngươi tử tội không thể tha đi địa sát đường ngươi cũng chỉ có một con đường chết ông tiêu hoàng đưa tin ngọc bội đột nhiên sáng lên tiêu hoàng nhìn lướt qua toàn thân buông lỏng chắp tay nói vậy liền đi địa sát đường đi phó các chủ đưa tin đem giang giật mang đến địa sát đường cũng làm cho ngũ ra các ngươi đi qua mọi chuyện đi địa sát đường lại nói mạch lăng thu ngũ trưởng lão hai đầu trường mi có chút run rẩy một phen nhàn nhạt quét tiêu hoàng một chút. Đã mạch lăng thu đều truyền lời, bọn hắn tự nhiên không dám làm loạn, chỉ có thể đi địa sát đường công thẩm. Ngũ trưởng lão hướng thất trưởng lão cùng 13 trưởng lão phân biệt nháy mắt, lần này nói ra, đi, truyền tống đi địa sát thành, đi địa sát đường rồi nói sau. Mời, tiêu hoàng làm một cái tư thế xin mời, thất trưởng lão mang theo giang giật bay lên không hướng làm ưng sơn bay đi, bên kia có truyền tống đi địa sát thành siêu cấp truyền tống trận. Ngũ trưởng lão mang theo tần duyệt văn theo ở phía sau, 13 trưởng lão thì nhanh chóng đưa tin mấy lần, lúc này mới theo sau, hắn rõ ràng là cho tần gia tộc trưởng đưa tin, để bên kia trước thời gian chuẩn bị. Ai, tiêu hoàng nhìn thấy 13 trưởng lão đưa tin nội tâm thở dài, tần gia thế lực quá lớn, mặc dù mạch lăng thu biết rõ việc này, nhưng giang giật lần này có thể hay không sống sót, không ai nói chắc được. Bởi vì địa sát đường có 13 vị đường chủ, giống như vượt qua một nửa đường chủ cho rằng giang giật có tội, vậy sẽ lập tức bị chém giết. Mà 13 vị đường chủ bên trong, có hơn phân nửa cùng tần ra quan hệ tâm đầu ý hợp. chương 1422, Địa sát đường Địa sát đường thành lập rất nhiều năm, trước kia chỉ là một cái điều hòa các đại gia tộc mâu thuẫn địa phương. Tỷ như hai đại gia tộc phát sinh tranh chấp muốn cùng chết, địa sát đường liền sẽ ra mặt điều giải, giống như địa sát đường không cách nào điều giải quân chủ mới có thể ra mặt, đây cũng là quân chủ nghĩ giữ lại cao cao tại thượng quyền thế một loại thủ đoạn. Đằng sau địa sát đường từ từ hoàn thiện, trở thành một loại tính quyền uy cơ cấu, cũng đại biểu quân chủ ý chí. Một khi địa sát đường phán định sự tình, trừ phi quân chủ không cách nào sửa đổi, quân chủ cũng hội tôn trọng địa sát đường quyết định. Năm đó một cái gia tộc khơi dậy chúng nộ, địa sát đường phán định có tội, vẻn vẹn một ngày thời gian, gia tộc toàn bộ con em bị diệt, không còn một mống. Địa sát đường thiết 13 vị đường chủ, cái này 13 người là địa sát giới quyền thế lớn nhất người, bản thổ thập đại gia tộc tộc trưởng chiếm cứ 10 cái vị trí, ngoài ra còn có mạch lăng thu, cử thiên vũ cùng diệt ma các các chủ địch minh tiêu hoàng sở dĩ như thế lo lắng cũng là bởi vì thập đại bản thổ thần tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ giống như tần gia tộc trưởng vận dụng lực ảnh hưởng cùng quan hệ kia thất phiếu tự phi thường dễ dàng tần gia nhất định muốn giang giật chết mạch lăng thu khẳng định cũng sẽ không quá vạch mặt dù sao mạch lăng thu cùng giang giật cũng không có bao nhiêu quan hệ ngày sau giang tiểu nô tìm đến phiền phức dùng mạch lăng thu thân phận cùng thực lực cũng không sợ địa sát thành trên quảng trường truyền tống trận rất nhiều Mỗi một cái phủ vực đều có một cái đơn độc truyền tống trận. Địa sát thành quảng trường cũng phi thường lớn, một cái quảng trường tự so Lam ưng thành còn muốn đại, giờ phút này trên quảng trường người rất nhiều, việc này huyên náo to lớn như thế, rất nhiều gia tộc sớm bị tin tức, đều đi ra xem náo nhiệt. Ông, một cái cử đại truyền tống trận quang mang lấp lánh, trọn vẹn lóng lánh nửa canh giờ quang mang mới dần dần biến mất, ngũ trưởng lão mang theo tần duyệt văn, thất trưởng lão bắt lấy giang giật, tiêu hoàng cùng 13 trưởng lão theo sát phía sau đây chính là giang giật dám cùng tần ra đối nghịch dám cưỡng ép tần tiểu thư người này lá gan quá lớn a à. hư loại này cầu tạp toái liền muốn thiên đao vạn quả địa sát đường hắn tiến vào sợ là tự không ra được a à. nghe nói người này còn chứa chấp độc linh đây chính là cùng hung cực ác ác ma a à. hắn chứa chấp loại người này ta xem cũng là một cái ma đồ nói không chừng người này đều bị minh khí xâm nhập nên giết trong quảng trường người rất nhiều dù sao thật lâu không có đất sát đường công thẩm việc này liên lụy tần gia tần duyệt văn, cùng mạch lăng thu cũng có quan hệ, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người. Bất quá, nghe khẩu khí, toàn bộ người đối giang giật cũng không coi trọng, hoặc là nói đều là một đám nịnh nọt chi đồ, tần gia thế lực quá lớn. Giang giật nội tâm trầm xuống, nhìn lướt qua bốn phía cũng có một loại cảm giác không ổn, hắn trước kia đối với tần gia cũng không phải là hiểu rất rõ. Xem ra tần gia thế lực quá tốt đẹp lớn, nói không chừng lần này tới điện sát thành là có đến mà không có về hắn thần hạch bị phong cũng vô lực chống lại chỉ có thể bị mang theo một đường hướng quảng trường mặt phía bắc một tòa cự đại tòa thành đi đến tòa lâu đài này kiến tạo phi thường có đặc thù từ xa nhìn lại giống như một cái to lớn bạo hùng muốn nhắm người mà phệ mọi người chính hướng gấu miệng lớn chạy đi tham kiến chư vị đại nhân cửa chính đứng đấy một loạt địa sát quân thế mà đồng phục đều là thiên sát đám người này hiển nhiên cùng tần ra ba vị trưởng lão rất quen thuộc thật xa là được lễ quát khẽ nói đối giang giật cùng tiêu hoàng lại không nhìn thẳng, cái này khiến giang giật nội tâm trầm hơn mấy phần. Tiến vào tòa thành bên trong là một cái siêu cấp đại điện, đồng dạng có rất nhiều hành lang, còn có một đầu hành lang nối thẳng lầu 2, tần ra ba vị trưởng lão tựa như nhà mình trực tiếp hướng lầu 2 đi đến, cuối cùng đến trong một cái đại điện. Đại điện đặt vào 13 cái vị trí, chính vị trưng bày 3 tấm màu đen ghế đá, tả hữu phân biệt có 5 tấm ghế đá, giờ phút này 13 tấm ghế đá đều không có người ngồi xuống, bên trong trống rỗng, Tần ra ba vị trưởng lão cùng Tần Duyệt phan tiến vào sau không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng bọn người, Tiêu Hoàng cũng trầm mặc không nói, Giang giật chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi. Sau nửa canh giờ, phía trước hai bên trong hành lang nối đuôi nhau đi ra mười mấy người, Giang giật nhìn lướt qua phát hiện mạch lăng thu, còn có một đôi quen thuộc đôi mắt, hắn nhìn mấy lần nhận ra đây là địa sát giới chiến thần các các chủ cửu thiên vũ. Tham kiến chư vị đại nhân, ba vị tần gia trưởng lão liền vội vàng khom người hành lễ, tiêu hoàng đã sớm khom người xuống làm lễ, thất trưởng lão buông lỏng ra nắm giang giật cổ tay, giang giật trầm ngâm một lát, có chút khom người trầm giọng nói, bái kiến chư vị đại nhân. 13 người không nói gì, phân biệt tìm tới vị trí của mình ngồi xuống, mạch lăng thu cùng cửu thiên vũ, còn có một người mặc diệt ma các chiến giáp trung niên trắng nõn nam tử ngồi lên chính thủ vị ba tấm ghế đá, còn lại 10 người phân biệt ngồi tại hai bên. Vị này liền là tần gia tộc trưởng A. Giang giật nhìn thấy trái thượng thủ vị một lão giả trong đôi mắt đều là băng lãnh, lại nhìn thấy tần gia ba vị trưởng lão ánh mắt không phải quét về phía hắn tần duyệt văn cũng một mặt ủy khuất suýt chút nữa thì khóc bộ dáng trong lòng nắm chắc lão giả này có thể ngồi ở bên trái thượng thủ tần gia quả nhiên là điện sát quân chủ thủ hạ đệ nhất gia tộc a mạch lăng thu ngồi tại chính thủ vị ở giữa bên trái là cửu thiên vũ bên phải là diệt ma các các chủ hắn quét sang giật bọn người một cái nói sự tình ta đã hiểu một chút nhưng đại gia cũng không hoàn toàn cảm kích tần vũ người đem sự tình kỹ càng đi qua nói một chút đi vâng phó các chủ ngũ trưởng lão nhẹ gật đầu nhẹ giọng nói ra là như vậy tiểu duyệt gần nhất đi bắc hà thành hỏa huyên săn giết hỗn độn thú lịch luyện nhưng ở lịch luyện quá trình bị người mưu hại có người cố ý đưa tới một cái viễn cổ cấp hỗn độn ra hại tiểu duyệt người này còn thừa cơ đánh lén diệt sát nhà ta một tên thiên sát đằng sau xác định người này liền là độc linh nhà ta một tên thiên sát tự bạo đả thương nặng độc linh một tên khác thiên sát đưa tin cho tiểu duyệt đem sự tình báo lên cũng cho thấy đã cầm xuống độc linh Thế nhưng là, chờ chúng ta tiến đến lúc, tên này tộc nhân lại bị giết, độc linh tung tích không rõ. Ta lập tức phái người bốn phía tuần tra, tiểu duyệt ở ngoài thành ngoài ý muốn phát hiện giang giật, lúc ấy giang giật vẫn là một người cưỡi thần châu, cũng cự tuyệt điều tra, rất có thể liền là hắn cứu đi độc linh. Giang giật còn cần thần châu xung kích tiểu duyệt thần châu, cũng bạo khởi giết người, diệt sát nhà ta một tên thiên sát, cuối cùng công nhiên ép buộc tiểu duyệt, một đường đưa tin đi Lam ưng thành, để tiểu duyệt thanh danh quét xác đưa ta tần gia vinh dự tổn hao nhiều, còn xin địa sát đường thay chúng ta tần gia làm chủ. Ngũ trưởng lão dùng từ tương đối giảng cứu, cũng không có nói ngoa, cũng không có khẳng định là giang giật chứa chấp độc linh. Nơi này chính là địa sát đường, tại cái này nói sai một câu, rất dễ dàng bị người thừa cơ bắt lấy chân đau công kích. Nơi này ngồi 10 cái gia tộc tộc trưởng có bộ phận là tần gia minh hiếu, cũng có một chút cùng tần gia một mực bất hòa. Tần Duyệt Văn không có mở miệng, loại trường hợp này không tới phiên nàng nói chuyện, nàng đại tiểu thư tính khí mặc dù rất lớn nhưng cũng hiểu quy củ nàng chỉ là một mặt vô cùng đáng thương biểu lộ tựa như lúc nào cũng muốn khóc lên mạch lăng thu nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn về phía tiêu hoàng nói tiêu hoàng tần vũ nói tới thế nhưng là tình hình thực tế tiêu hoàng trầm ngâm một lát chắp tay nói bắc hà ngoài thành chuyện gì xảy ra thuộc hạ cũng không cảm kích nhưng phía sau giang giật cưỡng ép tần duyệt văn một đường truyền thống đến lam ưng thành là tình hình thực tế đương nhiên đến lam ưng thành về sau Giang giật thả tần tiểu thư, tần vũ hạ lệnh cầm xuống giang giật. Ừm, mạch lăng thu nhẹ gật đầu, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía giang giật, âm thanh lạnh lùng nói, giang giật, người có cái gì tốt nói giống như người không có gì tốt giải thích, ta muốn phải phán quyết. Ách, giang giật cảm giác được một tia không ổn, nghe khẩu khí mạch lăng thu lần này tựa hồ không định bảo vệ hắn. chương 1423 có tội. Mạch Lăng Thu hoàn toàn chính xác không định ra sức bảo vệ Giang Giật, đương nhiên giống như có thể bảo vệ hắn không chết, Mạch Lăng Thu vẫn là sẽ cố gắng thoáng cái, hắn kết cục lý tưởng nhất liền là đem Giang Giật ném vào tử lao, đóng lại cả một đời. Trước đó không lâu Giang Giật trêu chọc Cửu Thiên ra sự tình Mạch Lăng Thu tự có nghe thấy, mặc dù cuối cùng Cửu Thiên trạch nhận sợ, nhưng Mạch Lăng Thu rất là nổi nóng. Hắn đã cho Giang Giật một vị thành chủ chi vị, Giang Giật thành thành thật thật hưởng thụ vinh hoa phú quý, yên lặng tu luyện không được sao vì sao muốn chịu lấy hắn cờ hiệu khắp nơi trêu chọc địch nhân. Sự tình lần trước coi như xong, Lúc này mới bao lâu lại phạm tội lần này càng quá phật, trực tiếp xiết tần ra người, bắt tần ra tiểu thư giống như bỏ mặc giang giật tiếp tục tại thần ưng thành, mạch lăng thu sợ tiểu tử này lần sau sẽ đem thiên cho xuyên phá. Hắn đáp ứng giang tiểu nô phải chiếu cố thật tốt giang giật, nhưng cũng không phải là muốn trở thành giang giật vũ em, đi theo hắn phía sau cái mông cho hắn trà mông. Hắn là địa sát quân chủ người phát ngôn, trước cao trọng quyền, chính vì vậy hắn rất nhiều chuyện phải chú ý hơn, một khi dẫn đến địa sát giới các đại gia tộc bất mãn bất hòa đến lúc đó hắn cái này phó các chủ sợ là không cần làm sở dĩ giờ phút này như giang giật không lời nào để nói hắn đem trực tiếp tuyên án đem giang giật ném vào tử lao đi chắc hẳn tần ra cũng sẽ hài lòng kết quả này giang giật nhìn ra vấn đề hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết hắn nghĩ một lát quay đầu nhìn về tần duyệt văn nói ra tần tiểu thư lúc ấy ở ngoài thành chỉ có người ta ở đây nhà các ngươi trưởng lão cũng không ở đây ta nghĩ ngoài thành sự tình hẳn là chúng ta tới nói đi Tần Duyệt Phan ánh mắt nhìn về phía tần gia tộc trưởng, cái sau nhẹ gật đầu về sau, tần Duyệt Văn mới lạnh giọng nói ra, giang giật, người còn có cái gì dễ nói ngươi giết nhà ta người chẳng lẽ không phải sự thật ngươi bắt cóc ta thậm chí. Nhục nhã ta, chẳng lẽ không phải sự thật, là sự thật, giang giật không đợi mạch lăng thu bọn người mở miệng lập tức nói tiếp, nhưng ta vì sao muốn giết người vì sao muốn bắt cóc người ta biết rõ các người tần gia gia đại thế đại, ta vì sao muốn đắc tội các người tần gia ta cũng không phải tên điên, đầu óc cũng không có vấn đề. Thử hỏi người bình thường sẽ không duyên vô cớ liều chết bắt cóc một cái đại gia tộc tiểu thư sao giống như không phải không đường có thể đi, giống như không phải Tần gia muốn giết ta, ta sẽ như thế. Hừ, Tần Duyệt Văn đùa cợt nói ra, đó là bởi vì ngươi có tật giật mình, ngươi chứa chấp độc linh, ngươi sợ chúng ta điều tra, ngươi sợ bại lộ ngươi chứa chấp tội phạm truy nã sự thật, sở dĩ ngươi chỉ có thể bí quá hóa liều. Rất tốt, Giang giật khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói, hướng tứ phương chắp tay nói, đã Tần tiểu thư nhận định ta chứa chấp độc linh cho nên mới bí qua hóa liều nếu như ta không có chứa chấp độc linh, vậy có phải hay không đại biểu ta là bị buộc bất đắc dĩ có phải hay không đại biểu tần ra muốn giết ta sự thật? ông giang giật trong tay giới chỉ lấp lánh không ngớt, đem bên trong sở hữu không gian giới chỉ lấy ra, cũng đem hỗn nguyên châu cùng đại thiện châu hỏa linh châu đều lấy ra, giơ cao hai tay nói: ta tất cả không gian giới chỉ, không gian thần khí đều tại cái này, mời chư vị đại nhân điều tra, bên trong là có phải có độc linh giống như độc linh là ta chứa chấp, mời chư vị đại nhân lập tức giết chết ta giống như không phải, kia mời chư vị đại nhân thay ta làm chủ, tần gia bá đạo ngang ngược, vô cớ trận đánh giết ta, mặc dù ta chỉ là một cái nho nhỏ tuần liệp sử, một cái nho nhỏ thành chủ, nhưng tần gia muốn giết ta, chẳng lẽ ta tự ngoan ngoãn nhận lấy cái chết sau kia là cái gì đạo lý ta muốn hỏi hỏi chư vị đại nhân, nếu như ta không cưỡng ép tần tiểu thư, giờ phút này ta còn có thể sống được nhìn thấy chư vị sao. Giang giật thanh âm cũng không lớn, nhưng chữ chữ châu ngọc, hữu lễ có tiết, toàn trường mười mấy người nghe lời hắn về sau, trong đầu ý nghĩ đều là giang giật tiểu tử này quá thông minh hắn bày một cái bẫy để tần duyệt văn chủ động nhảy vào đi đồng thời bắt lấy độc linh điểm này bắt đầu phản kích mạch suy nghĩ rõ ràng có lý có cứ cũng chủ động để đại gia kiểm tra hắn không gian giới chỉ không gian thần khí để tần gia không lời nào để nói giống như cùng hắn đối thoại chính là tần gia trưởng lão khẳng định liền sẽ không bị nó vòng vào đi tần duyệt văn suy nghĩ đơn thuần không phải giang giật đối thủ hết lần này tới lần khác việc này tần gia trưởng lão còn không thể xen vào dù sao ngoài thành sự tình chỉ có hắn cùng Tần Duyệt Văn là nhân chứng. Địa sát đường mặt ngoài là điều tiết mâu thuẫn, phân rõ phải trái địa phương, kỳ thật nhiều khi đều không nói đạo lý. Chỉ nhìn bên nào thế lực càng mạnh một chút, bất quá mặt ngoài mặt mũi công trình tổng muốn làm một làm A. À. Sau khi đi vào vẫn không có mở ra miệng nói chuyện diệt ma các các chủ địch minh đột nhiên mở miệng, đã như vậy, vậy liền kiểm tra một phen đi, giống như giang giật hoàn toàn chính xác chứa chấp độc linh, trực tiếp chém giết hắn là được. Địch Minh chỉ nói nửa câu, nhìn như muốn xử tử Giang Giật, nhưng thật ra là đang giúp đỡ Giang Giật. Hắn ý tứ rất rõ ràng, giống như độc linh không có tại Giang Giật không gian thần khí bên trong, như vậy việc này liền là tần ra không đúng. Giang Giật bên ngoài là diệt ma các đệ tử, vẫn là tuần liệp sử, vừa rồi trong lời nói Giang Giật trước nâng lên tuần liệp sử, đằng sau mới nói là thành chủ, cái này khiến địch minh rất được lợi, nói rõ Giang Giật càng coi trọng diệt ma các một chút nha. Vậy liền tìm kiếm đi, Mạch Lăng thu nhẹ gật đầu, nhìn về phía bên cạnh cửu thiên vũ nói, cửu thiên huynh, người đi dò cha. Cửu thiên vũ là chiến thần các các chủ, địa vị đặc thù, hai bên cũng sẽ không che chở, hắn đi điều tra không còn gì tốt hơn. Cửu thiên vũ mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, hướng giang giật đi đến, cũng không cần giang giật giải trừ giới chỉ linh hồn ấn ký, một tay tại từng hàng không gian giới chỉ bên trên đảo qua, hắn nhẹ nhõm có thể dò xét tra lý mặt đồ vật. A, à, tại cửu thiên vũ tay đảo qua hỏa linh châu lúc, trong mắt của hắn lộ ra vẻ khác lạ, lấy tay ra về sau, tò mò hỏi đây là cái gì? Đây là của ta một thanh kiếm bảo châu. Giang giật hỏa linh châu sáng lên, hỏa long kiếm xuất hiện, hỏa long châu tự động khảm vào hỏa long kiếm bên trong, cửu thiên vũ liếc mấy cái, quay người hướng ghế đá đi đến, hướng mọi người quét qua nói kiểm tra hoàn tất, bên trong không có cất dấu bất luận kẻ nào. Bên kia kiếm trong hạt châu cũng giấu không người, giống như không tin tưởng, các người có thể kiểm tra một lần nữa. Cửu thiên vũ linh hồn tại trong 13 người là tối cường, đã hắn nói không có, mọi người cũng không dám hoài nghi, hỏa long châu nếu là trong binh khí bảo châu, vậy khẳng định không cách nào giấu người. Cửu thiên trạch trước đó không lâu mới cùng giang giật trở mặt, cửu thiên vũ không có lý do giúp giang giật, trước đó cửu thiên vũ bị mặc vũ tộc đánh mặt sự tình, mọi người thế nhưng là phi thường tinh tường. Địch minh khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, mở miệng nói, đã giang giật không có chứa chấp độc linh, như vậy việc này liền là một cái hiểu lầm. Ha ha, tần gia tộc trưởng đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt như dao hướng quét mắt nhìn bốn phía nói bất luận độc linh phải chăng cùng giang giật có quan hệ hắn giết người bắt tiểu duyệt việc này bản thân tựu làm không đúng Sự tình đã điều tra rõ ràng ta nghĩ không có thảo luận cần thiết trực tiếp biểu quyết đi có tội không có tội xem cuối cùng số phiếu đi ta cái thứ nhất bỏ phiếu giang giật có tội ây tiêu hoàng linh hồn chấn động trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ mạch lăng thu ánh mắt cũng ảm đạm giang giật thật vất vả đặt vững cục diện bị tần gia tộc trưởng một câu toàn bộ đẩy lên. Tần gia tộc trưởng trực tiếp bắt đầu cuối cùng biểu quyết, đồng thời lựa chọn chỉ có hai cái, giang giật có tội vẫn là không có tội. Hắn như thế bá đạo ngang ngược, nói rõ một vấn đề, nội tâm của hắn đã nổi giận tới cực điểm, hắn quyết tâm muốn giết chết giang giật. Hắn đã chuẩn bị không để ý mặt mũi, ai như còn muốn giúp giang giật, cái kia chính là triệt để đắc tội hắn cùng toàn bộ tần gia. Một cái giang giật, tại còn lại 12 người trong mắt cái rắm cũng không bằng. Mặc dù hắn cùng Giang Tiểu Nô quan hệ rất không tệ, nhưng ưng hậu cùng Lục ưng vương cũng không chào đón Giang Giật. Như Giang Giật bị người giết chết, nói không chừng Lục ưng vương sẽ còn cảm thấy làm tốt lắm. Sở dĩ Mạch Lăng Thu cùng Địch Minh đều trầm mặc, không có mở miệng lại nói tiếp, cử thiên vô cái thứ hai biểu quyết, có tội. Có tội, có tội, ta giữ nguyên ý kiến đi. Đằng sau ba cái đại gia tộc tộc trưởng nhau nhau mở miệng, Giang Giật nội tâm triệt để trầm xuống, năm người đã bốn cái nhận định hắn có tội, một cái bỏ quyền. Mặc dù những người còn lại còn không có biểu quyết, nhưng kết cục rõ ràng đã chú định. chương 1424, dựa vào cái gì? Tần gia tộc trưởng Tần Liên Sơn, lần này xác thực rất nén giận, chủ yếu là việc này huyên náo toàn bộ địa sát giới đều oanh động, Tần gia nếu không biểu lộ nhất định thái độ, Tần gia sẽ bị người xem nhẹ. Một cái đại gia tộc chú trọng nhất danh dự, danh dự sạch không, về sau làm sao còn có thể có cường giả đầu nhập vào. Lần trước độc linh sự tình liền để Tần gia mất hết mặt, độc linh chạy trốn tần gia không thể làm gì. Một cái nho nhỏ giang giật cũng dám đánh tần gia mặt mặc dù giang giật lại còn nói cùng mặc vũ tộc có chút quan hệ nhưng tần liên sơn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Mặc vũ tộc vạn nhất tìm phiền toái, kia địa sát quân chủ khẳng định sẽ ra mặt tương hộ. Hắn hôm nay bá đạo như vậy, như thế không nói đạo lý, cũng không có cho mạch lăng thu cùng địch minh mặt mũi, chính là vì cho thấy một loại thái độ giang Dật phải chết. Quả nhiên, phía dưới liên tục hai người tỏ thái độ bỏ quyền, cái thứ ba lại vẫn là có tội. Địa sát đường biểu quyết rất đơn giản, vượt qua thất phiếu vậy liền thắng, không có vượt qua thất phiếu, phiếu thêm một bên thắng. Chỉ cần nhận định Giang giật có tội, như vậy tiếp xuống cũng không cần nói chuyện đi qua, trực tiếp thương nghị làm sao định tội. Bỏ quyền đều là cùng tần ra quan hệ không tốt, thân liên sơn bão nổi. Bọn hắn cũng không còn như ở trong tình hình này cùng hắn vạch mặt, trọng yếu nhất chính là giang giật người này phân lượng quá nhẹ, không đáng giá bọn hắn xuất thủ. 13 người đã có 8 người tỏ thái độ, 5 phiếu có tội, 3 phiếu bỏ quyền. Còn lại 5 người đều trầm mặc, giống như bọn hắn lại có một người tỏ thái độ có tội, thậm chí bỏ quyền, như vậy việc này không cách nào vãn hồi. Tần Liên Sơn nhìn thấy mọi người trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía một cái tròm dâu dê lão giả, lão giả kia mỉm cười mở miệng nói có tội. 6 phiếu, Giang giật thân thể chấn động, tiêu hoàng địch minh mạch lăng thu sắc mặt càng ảm đạm mấy phần, đã vượt qua 9 người tỏ thái độ, chỉ còn lại 4 người. Coi như bốn người toàn bộ ném vô tội phiếu, vậy cũng vô dụng. Giang giật khóe miệng cũng lộ ra một tia đùa cợt, hắn đột nhiên cười to hai tiếng nói, được rồi, khác đừng bỏ phiếu, chính các người ném thật tốt ý tứ sao đất này sát đường nghe đồn là địa sát giới công bình nhất chính nghĩa địa phương, xem ra là ta sai rồi. Tới đi, muốn chém giết muốn dốc thịt cứ tới, ta giang giật 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Mạch lăng thu mặt không biểu tình, địch minh ngược lại lộ ra một chút xấu hổ, còn như cái khác lão gia hỏa càng là không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn loại lời này bên trên công kích, đối với bọn hắn tới nói không đáng kể chút nào. Thế giới này có chính nghĩa có thể nói lúc nào không phải nắm đấm mới là chân lý. Vô tội, địch minh nhìn thấy giang giật trong mắt bi phẫn, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, mặc dù biết chính mình bỏ phiếu không có chút ý nghĩa nào, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng. Giang giật ánh mắt nhìn về phía mạch lăng thu nhìn thấy hắn cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị, hắn lần nữa cười dài vài tiếng, sau đó đối địch minh thật sâu cong xuống, cung kính nói ra, đa tạ tổng các chủ, giang mỗ từng tại thần ưng bộ lạc lập thệ chỉ cần diệt ma các không phụ ta ta giang giật đời này sinh là diệt ma các người chết là diệt ma các quỷ ta rất may mắn lúc trước lựa chọn của ta cũng không có sai ta là trở thành diệt ma một viên mà cảm thấy kiêu ngạo ai địch minh khe khẽ thở dài lắc đầu không nói gì nữa nội tâm cũng rất là đáng tiếc giang giật tư liệu trên tay hắn có một phần mới phi thăng không đến mấy ngày thời gian Giang giật liền có thể đơn thương độc mã đánh giết một tên tần gia thiên sát còn có thể bắt cóc tần gia tiểu thư thực lực này trưởng thành nhanh chóng làm người ta liếu lưỡi, còn có phần này dũng khí, người nào có thể có. Làm sao, làm sao, địch minh không nể mặt mũi, để tần liên sơn sắc mặt âm trầm mấy phần, hắn hơi không kiên nhẫn khua tay nói tốt, còn lại các vị biểu quyết đi. Thất phiếu định sinh tử, giống như cuối cùng không có vượt qua thất phiếu, vậy liền phiếu thêm một phương thắng, thế cục đã định. Tần Liên Sơn không muốn lãng phí thời gian, một cái gia tộc tộc trưởng cũng mở miệng nói có tội. Thất phiếu, còn lại mạch lăng thu bọn người không cần bỏ phiếu. Tần Liên Sơn thình lình đứng lên nói, quy củ không thể không muốn, nếu không về sau ai cũng có thể loạn giết, ai cũng có thể phạm thượng, ai cũng có thể tùy ý bắt cóc, ta đề nghị trực tiếp đem giang giật xử tử, ai có khác biệt ý kiến có thể nói ra. Nói ra, Tần Liên Sơn đều như thế làm dáng, ai dám cùng hắn vạch mặt lại nói coi như vạch mặt, Tần Liên Sơn một lần nữa bỏ phiếu, vạn nhất vẫn là thất phiếu đây không phải là chính mình quất chính mình mặt sao vừa rồi nhiều người như vậy sảng khoái tỏ thái độ không cần phải nói tần liên sơn âm thầm cho một chút hứa hẹn cùng chỗ tốt đại cục không cách nào cải biến lần này tiệu liền địch minh đều không có mở miệng tần liên sơn đợi một hồi thấy không có người nói chuyện gật đầu nói tốt đã không người phản đối đều cho rằng giang giật trừng phạt đúng tội ta phản đối đúng lúc này một đạo nhẹ nhàng thanh âm ở trong đại điện vang lên thanh âm vang lên trong nháy mắt ngoại trừ giang giật tiêu hoàng cùng tần duyệt văn bên ngoài, toàn bộ người thân thể đều kịch liệt chấn động, đầy mắt không dám tin. Giang giật vốn đã ảm đạm đôi mắt đột nhiên sáng lên, hắn nhìn thấy mọi người thần sắc sau đôi mắt càng là sáng như tinh thần. Bởi vì thanh âm này không phải cái này 13 người, dám như thế thời khắc truyền âm vào đây, dám ở địa sát đường như thế làm càn nói chuyện, chỉ có một người địa sát quân chủ. Bịch, bịch, mạch lăng thu dẫn đầu, ngoại trừ cửu thiên vũ cùng địch minh bên ngoài, những người còn lại đều quỳ một chân trên đất, cửu thiên vũ cùng địch minh cũng có chút không người, tiêu hoàng cùng tần duyệt văn bị dọa phát sợ, hoảng sợ vội vàng quỳ xuống, giang giật trần chờ một chút cuối cùng không có quỳ xuống, mà là thật sâu cúi người xuống. Quân chủ, mạch lăng thu cung kính quát khẽ một tiếng, sau đó ngưng âm thanh nói ra, mời quân chủ huấn thị. Một cái tiểu hiểu lầm mà thôi. Cái kia đạo có chút thanh âm già nua lần nữa bay tới, thế mà huyên náo dư luận xôn xao các người những này địa sát giới đại nhân vật ném không mất mặt tất cả giải tán đi rõ mạch lăng thu bọn người quát khẽ một tiếng tần liên sơn cũng đầy mặt cung kính lần nữa cúi người không dám nói nửa chữ không cũng không dám biểu lộ nửa điểm bất mãn cùng phẫn nộ chỉ là đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia kinh nghi những người còn lại đồng dạng đầy mắt chấn kinh ngạc tiểu hiểu lầm ba chữ đã đem việc này định tính không ai còn dám lấy chuyện này làm văn chương tần liên sơn về sau tuyệt đối không còn dám tìm giang giật phiền phức tại địa sát giới địa sát quân chủ liền là tuyệt đối chúa tể bất kỳ người nào cũng không thể ngỗ nghịch ý chí của hắn. Chính là bởi vì điểm này, mọi người mới như thế chấn kinh ngạc. Giang giật một tiểu nhân vật, nhiều nhất cùng Giang Tiểu Nô có một chút quan hệ, hắn dựa vào cái gì nhường đất sát quân chủ ra mặt bảo vệ cho hắn dựa vào cái gì nhường đất sát quân chủ vì hắn, đắc tội đi theo mạch ra nhiều năm tần ra. Giang Tiểu Nô là lục ưng vương nữ nhi không sai, vấn đề ưng hậu đều đối Giang giật phi thường khó chịu, chớ nói chi là lục ưng vương. Giống như lần trước cho lục ưng vương nhìn thấy Giang giật, nói không chừng sẽ trực tiếp bóp chết, cho nên sát quân chủ tuyệt đối không phải cho lục ưng vương mặt mũi. Như vậy lại là vì cái gì? Tất cả mọi người không nghĩ ra, giờ khác này tất cả mọi người ngược lại là đối giang giật đều thay đổi cách nhìn, giang giật tại mọi người trong lòng đã là một hào nhân vật, bởi vì hắn đứng sau lưng địa sát quân chủ. Giang giật cũng nghĩ không thông, địa sát quân chủ cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì, hắn liền địa sát quân chủ trưởng cái gì bộ dáng cũng không biết. Không bằng hắn đoán chừng đáp án chẳng mấy chốc sẽ giải khai bởi vì mạch lăng thu truyền âm đến đây, giang giật, đi với ta một chuyến, quân chủ muốn gặp ngươi. Hô hô, giang giật hít hai hơi thật sâu, đi theo mạch lăng thu đi vào phía trước hành lang, biến mất ở trong đại điện, lưu lại một đám vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy hoang mang đại nhân vật. chương 1425, truyền thừa người. Mạch lăng thu mang theo giang giật bảy lần quạt tám lần dễ thế mà đi ra tòa thành bên trong, đi tới tòa thành hậu viện, giang giật sau khi ra cửa ngẩng đầu nhìn một cái lại giật mình. Cái này sợ là hắn thấy qua lớn nhất hậu viện A bởi vì liếc nhìn lại càng nhìn không đến giới hạn, mà lại nơi xa có một cái không biết lớn bao nhiêu hồ. Không cần hoài nghi, phía trước là một mảnh hải. Mạch Lăng Thu nhìn thấy giang giật trong mắt hơi nghi hoặc một chút, giải thích nói, cái này hải trước kia gọi đất sát thiên hải, đằng sau quân chủ đổi tên là Tư Vô Hải. Tư Vô Hải, giang giật âm thầm gật đầu, đất này sát quân chủ xem ra là một cái trí tình trí nghĩa người, hắn đem cái này hải đổi tên có phải là vì tưởng niệm người nào đó a à mạch lăng thu chỉ về đằng trước kia phiến hải nói ra đi thôi quân chủ ngay tại trong biển một cái vô danh ở trên đảo mạch lăng thu mang theo giang giật theo một cái lối nhỏ bên trên một đường hướng bờ biển chạy như điên đến bờ biển về sau mạch lăng thu một tay bắt lấy giang giật lướt sóng mà đi vừa tiến vào trong nước giang giật phát hiện không đúng cái này trong biển trọng lực đặc biệt kinh khủng nếu không phải mạch lăng thu mang theo đoán chừng hắn trong nháy mắt hội chìm vào trong biển mạch lăng thu cũng chỉ có thể vượt biển mà đi có thể tưởng tượng nơi này trọng lực khủng bố cỡ nào đoán chừng không có đạt tới thiên sát thực lực là căn bản không cách nào đến trong biển vô danh đảo đi phía trước đột nhiên lên một trận mê vụ cái này mê vụ tới không hiểu thấu giang giật phát bên trong đã mất đi phương hướng còn có loại đầu óc choáng váng cảm giác nội tâm của hắn âm thầm kinh hãi xem ra nơi này hẳn là còn có một cái mê trận lúc trước hắn còn tưởng rằng không đạt tới thiên sát không cách nào đến vô danh đảo xem ra địa sát quân chủ nếu không muốn cho người gặp hắn, địa sát giới không ai có thể đi vào vô danh đảo đi. Chóng mặt một trận, phía trước mê vụ rốt cuộc biến mất, Giang giật cũng nhìn thấy một cái màu xanh biếc sum xuê đảo nhỏ, đảo thượng phong cảnh Mỹ lệ phi thường, xa xa có thể nhìn thấy một cái lối nhỏ, dọc theo đi đảo chỗ sâu. Mạch lăng thu mang theo Giang giật đạp vào hải đảo bên trong, theo đầu kia tiểu đạo một đường hướng phía trước đi đến. Một nén nhang sau Giang giật đã tới trong đảo, cũng nhìn thấy tại một mảnh thúy trúc bên trong một gian phòng trúc, Phòng trúc trước có một cái cửa đại gốc cây, gốc cây bên trên trưng bày một chút đồ uống trà, một tên mặc đạo bào màu trắng lão giả thản nhiên ngồi, một người lẳng lặng nhắm mắt lại thưởng thức trà. Kia phân khí chất thần vận, tựa như một cái không hỏi thế sự đạt được cao nhân, rõ ràng lâng lâng, đạo bào không gió nhẹ nhàng phiêu diêu, lão giả này là giang giật gặp qua nhất có tiên khí người. Địa sát quân chủ, giang giật một chút tự đoán được thân phận của người này, quả nhiên mạch lăng thu một gối quỷ xuống hành lễ nói quân chủ, Giang giật lần này vẫn là không có quỳ xuống, chỉ là không người hành lễ nói tham kiến quân chủ. Địa sát quân chủ không có ngẩng đầu, phất phất tay nói, lăng thu đi xuống đi. Mạch lăng thu lần nữa sau khi hành lễ phiêu nhiên thối lui, địa sát quân chủ ngẩng đầu nhìn Giang giật một chút. Tại cùng này đôi con người đối mặt một khắc này, Giang giật cảm giác thấy được một mảnh vô tận hư không, đôi mắt của hắn dần dần mê mang, mà linh hồn hắn bên trong chủ trên linh hồn ba đầu long văn thế mà tự động du tẩu, từng cái chữ tiểu truyện ký tự lấp lánh hiển hiện, giang giật thình lình bừng tỉnh, đột nhiên hướng địa sát quân chủ nhìn lại. địa sát quân chủ nhưng lại cúi đầu, nhắm mắt lại thưởng thức trà, tựa hồ chưa bao giờ nhìn qua giang giật. bất quá trên mặt hắn lộ ra một vòng khó có thể nói nên lời cảm xúc, có chút kích động, có chút hưng phấn, cũng có chút buồn vô cớ. hắn nhắm mắt lại trầm mặc không nói, chọn vẹn đưa trong tay một ly trà toàn bộ uống xong sau mới lần nữa mở mắt. giang giật hắn mở miệng, ánh mắt nhìn về phía giang giật lần này Giang Giật cũng không có vừa rồi cái loại cảm giác này, hắn liền vội vàng khom người nói quân chủ, mời huấn thị. Địa sát quân chủ nhẹ giọng nói ra, người thanh kiếm kia có thể cho ta xem một chút sao. Ách, Giang Giật có chút kinh ngạc, bản năng cảnh giác, địa sát quân chủ lại đùa cợt cười nói, yên tâm, lão phu sẽ không cướp đoạt ngươi đồ vật. Ông, Giang Giật có chút chẳng phải ý tứ, lấy ra hỏa long kiếm đưa tới, địa sát quân chủ nhẹ nhàng tiếp nhận đi, trên mặt cũng không có thần sắc đặc biệt, chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve thoáng cái, lại đem thanh kiếm này trả lại Giang Giật nói, Giang Giật, ngươi là một cái có đại cơ duyên người, ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, coi như ngươi chết cũng không thể mất đi thanh kiếm này. Mặt khác, bất luận ngươi cùng địa sát giới đại gia tộc có cái gì ân oán, cho lão phu cái mặt mũi, về sau khác đừng chiêu chọc bọn hắn. Ách, Giang Giật thân thể hơi chấn động một chút, địa sát quân chủ đúng là bởi vì hỏa long kiếm mới ra tay cứu hắn nghe hắn ngữ khí. Chẳng lẽ hắn cùng hỏa long kiếm chủ nhân nhận biết còn có rất đặc biệt quan hệ, cho hắn cái mặt tử không muốn tìm địa sát giới đại gia tộc phiền phức cái này khiến Giang Giật có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, địa sát quân chủ thế nhưng là địa giới một trong mấy người mạnh nhất a, phong vương cấp cường giả. Lão giả thần bí thân phận một mực là bí mật, Giang Giật chỉ là suy đoán đây là một cái trí cường giả, xem tình huống có thể đạt tới phong vương cấp đi. Giang Giật không chịu nổi nội tâm nghi hoặc, trầm giọng hỏi, quân chủ, chủ nhân của thanh kiếm này ngươi biết mặt khác. Chỉ cần những cái kia gia tộc không đến trêu chọc ta, ta chắc chắn sẽ không đi trêu chọc bọn hắn. Ha ha, địa sát quân chủ cũng không có nói cái gì, chỉ là phất phất tay nói, có một số việc, người biết quá nhiều ngược lại không tốt, người cố gắng tu luyện chính là, chờ người đạt tới ta cái này cấp bậc, người tự nhiên là sẽ biết. Ta chỉ có thể nói cho người thanh kiếm này rất có lai lịch, bất quá tại địa giới không ai hiểu thanh kiếm này lai lịch, người cũng không cần sợ người khác cướp đoạt. Người an tâm tại địa sát giới tu luyện đi, về sau không ai hội trêu chọc ngươi. Tốt ha, Giang giật minh bạch địa sát quân chủ ý tứ, trước kia hắn không có thực lực, Phật đế mấy người cũng cũng chưa nói cho hắn biết quá nhiều, có một số việc không có thực lực cường đại biết rõ ngược lại là cái gánh vác. Hắn cũng an tâm lại, có địa sát quân chủ câu nói này, về sau tại địa sát giới là tuyệt đối an toàn. Nghĩ nghĩ, hắn có chút không đành lòng lừa gạt địa sát quân chủ, cắn răng nói ra, quân chủ, kỳ thật sự tình lần này là ta không đúng. Độc linh hoàn toàn chính xác đi theo ta, cuối cùng cũng là ta cứu được độc linh. Địa sát quân chủ đối với hắn có ân, còn có thể cùng lão giả thần bí có quan hệ, Giang giật cảm thấy lửa gạt hắn lương tâm hổ thẹn, dứt khoát nói ra. Kỳ thật ta sớm đoán được, địa sát quân chủ cười nhạt một tiếng, uống một ngụm trà nói, độc linh cùng tần gia ân oán ta cũng có chút hiểu biết, việc này kỳ thật hai bên đều có lỗi. Người hẳn phải biết, thế giới này vốn cũng không có đúng sai, chỉ nhìn nắm đấm của ai cứng rắn. Việc này dừng ở đây đi, người cùng độc linh đừng tìm tần gia phiền phức, ta cũng sẽ để tần ra không tìm ngươi cùng độc linh phiền phức. Đa tả quân chủ, giang giật thật sâu cho địa sát quân chủ bái, cũng không có nói quá nhiều già mồm lời nói, có sự tình ghi ở trong lòng là được rồi. Hắn cũng không có mời cầu khẩn sát quân chủ dẫn hắn đi thánh linh giới, hắn không muốn thiếu địa sát quân chủ quá nhiều, cũng không quen mọi chuyện dựa vào người khác. Trở về đi, địa sát quân chủ vung tay lên, giang giật thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ cũ, trực tiếp bị truyền tống đi bên ngoài. Các loại chờ Giang giật bị truyền tống sau khi đi, sắc mặt của hắn lần nữa trở nên phức tạp, ánh mắt u u nhìn lên bầu trời, thì thào truyền thừa người rốt cục xuất hiện, không biết còn đến hay không cùng. Chương 1426, miễn tử kim bài. Giang giật bị truyền tống về địa sát lâu đài, Mạch Lăng Thu một mực chờ đợi với. Các loại chờ Giang giật sau khi ra ngoài, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười nói, Giang giật, tiểu tử ngươi vận khí chính là như vậy tốt, mặc dù không biết đạo quân chủ vì sao coi trọng ngươi nhưng lần này về sau ngươi tại địa sát giới là triệt để không ai dám trêu chọc. Mạch Lăng Thu trước đó tại địa sát đường hành động, để giang giật đối người này thực sự không có cảm tình gì. Bất quá ngẫm lại Mạch Lăng Thu cùng hắn vô thân vô cố vì sao muốn quyết tâm giúp hắn giang giật miễn cưỡng cười một tiếng, không nói gì. Mạch Lăng Thu cũng không thèm để ý, dừng một chút nói ra, giang giật, Ngươi muốn tiếp tục hồi trở lại ngươi thần ưng thành làm thành chủ vẫn là tại địa sát thành tu luyện giống như ngươi muốn làm cái viên phủ chủ, ta cũng có thể giúp ngươi làm được. Nếu không ngươi ngay tại địa sát thành A ta chuẩn bị cho ngươi cái viện tử, tại địa sát các treo cái chức vụ. Không được, Giang giật chắp tay nói, đa tạ đại nhân hảo ý, ta còn là hồi trở lại thần ưng thành đi. Vậy được rồi, Mạch Lăng Thu cũng không nói nhảm, đối bên ngoài quát khẽ Tiêu Hoàng, mang Giang giật trở về đi. Xa xa xa, Tiêu Hoàng nhanh chóng đi tới đối mạch lăng thu hành lễ, lập tức đầy mắt phức tạp nhìn qua giang giật nói, giang giật lớn. Mời, đại nhân cáo từ, giang giật hướng mạch lăng thu chắp tay cùng tiêu hoàng nhanh chân đi ra phía ngoài, đi ra địa sát lâu đài về sau, giang giật phát hiện vô số ánh mắt đều khóa chặt hắn, nhưng ánh mắt kia bên trong đều là chấn kinh ngạc, tựa hồ không rõ vì sao giang giật còn có thể đi ra mà lại bước chân như thế nhẹ nhõm. Rất nhanh người bên ngoài lại phát hiện một tia không đúng, địa sát lâu đài thủ hộ tại đại môn Thiên sát, thế mà đối giang giật hành lễ đồng thời vẻ mặt tươi cười mắt tiễn hắn rời đi. Bên ngoài người xem náo nhiệt nội tâm lập tức nhắc lên kinh đào hải lãng, địa sát trong đường đến tột cùng chuyện gì xảy ra dùng tần gia cường đại, thế mà không đánh chết một cái nho nhỏ thành chủ những này mắt cao hơn đầu thiên sát còn đối giang giật khách khí như thế. a à, tại giang giật hướng truyền tống trận đi đến lúc, mọi người lần nữa phát hiện một chi tiết, tiêu hoàng lại đi tại giang giật sau lưng, giống như là một cái tùy tùng tiêu hoàng thế nhưng là phong hào cấp thiên sát A, à, địa sát giới cũng coi là thành danh cường giả. Trong quảng trường lập tức một mảnh xôn xao, vô số người nghị luận ẩm ý, suy đoán chuyện gì xảy ra. Bất luận chân tướng sự tình như thế nào, Giang giật hôm nay qua đi xem như danh dương địa sát giới, bình thường gia tộc cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám đi trêu chọc Giang giật. Địa sát quân chủ thủ hạ đệ nhất gia tộc tần gia đều không làm gì được Giang giật, ai đi trêu chọc cái này ma tinh, đây không phải là tự tìm khổ sao. Giang giật cùng tiêu hoàng truyền tống sau khi đi, trong quảng trường vô số thám tử lập tức hướng thành nội các đại trạch viện chạy đi, đem tin tức này truyền về các đại gia tộc, cũng bắt đầu bốn phía tìm hiểu tin tức. Chuyện này dùng tốc độ khủng khiếp tại địa sát giới truyền ra, trong lúc nhất thời địa sát giới các thành trì trong bộ lạc, khắp nơi đều đang đàm luận chuyện này. Quân chủ, mạch lăng thu các loại chờ giang Dật sau khi đi, về tới vô danh đảo, xin chỉ thị, giang giật hồi trở lại thần ưng thành, ta vốn muốn cho hắn lưu tại địa sát thành, hoặc là đi Lam Ưng Sơn, đáng tiếc hắn không nguyện ý. Theo hắn đi, địa sát quân chủ phất phất tay, rót một ly trà nói, không cần đặc biệt đi chiếu cố hắn, thuận theo tự nhiên là tốt, không trải qua mưa gió gặp trắc trở, vĩnh viễn không cách nào trở thành trí cường giả. Ừm, Mạch Lăng thu nhẹ gật đầu, lập tức có chút nghi ngờ hỏi, quân chủ, giang giật có cái gì đặc biệt vì sao ngươi muốn xuất thủ giúp hắn? Mạch Lăng thu phi thường tinh tường, địa sát quân chủ tuyệt đối không phải xem giang tiểu nô mặt mũi. Đến hắn cái này cấp bậc, mặc dù không dám quá phận đắc tội lục ưng vương, nhưng cũng không sợ lục ưng vương, chớ nói chi là lục ưng vương còn xem giang giật rất không vừa mắt. Ha ha, địa sát quân chủ cười nhạt một cái nói, những ngày các ngươi cũng không cần phải nghe ngóng, không có gì bất ngờ xảy ra mấy năm sau các ngươi đều sẽ biết rõ. Giống như giang giật không nửa đường chết hiểu, thuận lợi trưởng thành, đi đến sau cùng nói đối với chúng ta mạch ra sẽ có chỗ tốt cực lớn. Ách, mạch lăng thu thân thể hơi chấn động một chút, đầy mắt kinh ngạc, địa sát quân chủ mặc dù không có lộ ra quá nhiều tin tức, nhưng lại cho Giang giật phi thường cao đánh giá, có thể cho mạch ra chỗ tốt cực lớn, điều này nói rõ. Địa sát quân chủ cảm thấy Giang giật tương lai thành tựu, sẽ đạt tới phi thường cao độ cao. Đi xuống đi, địa sát quân chủ phất phất tay, cũng không có đặc biệt phân phó cái gì. Hắn hôm nay xuất thủ bảo vệ Giang giật, những cái kia đại gia tộc cũng sẽ hiểu, về sau cũng sẽ không tìm Giang giật phiền phức, tự nhiên không cần đi tốn nhiều miệng lưỡi. Mạch Lăng Thu nhanh chóng rời đi vô danh đảo, về tới địa sát lâu đài hắn đi vào một cái đại điện về sau, lập tức triệu tập hai tên thiên sát, đối một người nói, Mạch Thượng Hành, về sau ngươi đi cùng lấy giang giật, âm thầm bảo hộ an toàn của hắn, đừng cho giang giật phát giác. Rõ, một tên thiên sát nhẹ gật đầu đi xuống, Mạch Lăng Thu lại hướng một người khác hạ lệnh, người đi điều tra thoáng cái giang giật tư liệu, muốn cặn kẽ nhất, cũng có thể phái người hạ giới, đi thiên tinh giới dò xét một phen. Tuân mệnh, tên này thiên sát lĩnh mệnh muốn xuống dưới, Mạch Lăng Thu nghĩ nghĩ đột nhiên gọi lại nói, giống như Giang Giật có thân nhân nữ nhân ở thiên tinh giới, có thể chiếu cố tự chiếu cố cho. Hai tên thiên sát tất cả đi xuống, Mạch Lăng Thu một người ngồi ở trong đại điện, trong đôi mắt đều là nghi hoặc, thì thào không thôi, Giang Giật, trên người ngươi đến cùng có cái gì bí mật thế mà để quân chủ coi trọng như thế lần này là thật sự có mắt không trâu, bất quá quân chủ cho Giang Giật một cái ân tình lớn, cũng coi là đền bù đi. Địa sát quân chủ không nói rõ, Mạch Lăng Thu không dám hỏi, chỉ có thể lặng lẽ điều tra, trong bóng tối thi ân cho giang giật tỷ như hắn để một tên thiên sát hạ giới trợ giúp giang giật thân nhân cùng nữ nhân dùng giang giật tính cách sau đó như biết rõ khẳng định sẽ đối với mạch gia cảm ơn ông làm ưng trong núi giang giật cùng tiêu hoàng truyền tống về tới Đồng dạng người của tiêu gia cũng kinh ngạc không thôi bất quá không ai dám hỏi nửa câu bởi vì bọn hắn cũng phát hiện một chi tiết tiêu hoàng là đứng tại giang giật sau lưng giang giật a tiêu hoàng các loại chờ giang giật trong đầu cảm giác hôn mê chẳng phải mãnh liệt về sau, vẻ mặt tươi cười nói ra, nếu không, về sau sẽ ở chỗ này với ta Lam ưng núi ta cái này Lam ưng sơn có tự nhiên tụ linh đại trận, linh khí so bên ngoài nồng đậm gấp 10, ta cái này còn có cường đại tu luyện mật thất. Người của tiêu ra hai mặt nhìn nhau, đến cùng chuyện gì xảy ra, giang giật đi địa sát đường không chỉ có không chết ngược lại xem ra. Bọn hắn tộc trưởng đều hận không thể đem nữ nhi của mình đưa cho giang giật ngủ cùng. Không cần, giang giật tạm thời cái nào đều không muốn đi tại thần ưng thành ở thật thoải mái hắn trầm ngâm một lát đột nhiên truyền âm nói phủ chủ phái người giúp ta đi bắc hà ngoài thành đem độc linh tiếp trở về ta vẽ một bức địa đồ rất dễ tìm các ngươi cầm của ta thành chủ lệnh bài đi độc linh hội cùng trở về ta còn được đi một chuyến cuồng thần bảo đã an toàn địa sát quân chủ cũng cam đoan không truy cứu độc linh sự tình giang giật tự nhiên nghĩ trước tiên đi đem độc linh tiếp trở về đấu giá hội kỳ thật còn có một đoạn thời gian mới bắt đầu không bằng hắn tự mình đi tiếp, cái kia chính là đánh tần ra mặt. Đã đáp ứng địa sát quân chủ, hắn cũng không tốt quá phận. Độc linh, tiêu hoàng biến sắc, giang giật lần nữa truyền âm nói, yên tâm đi, quân chủ chính miệng nói, trước kia cùng tần ra công chuyện xóa bỏ, tần ra cũng sẽ không truy cứu độc linh sự tình. Dạng này a à, tiêu hoàng nhẹ gật đầu, tại giang giật vẽ lên một bộ địa đồ cùng một phong thư, cũng đem thành chủ lệnh bài lấy ra về sau, hắn đưa tới một người để hắn đi đem độc linh tiếp trở về lúc này mới bồi tiếu truyền âm nói, Giang giật A, à, người đi cùng thần bảo là mua đồ, vẫn là. Tìm phiền toái A, à, Giang giật trên tay thế nhưng là cầm miễn tử kim bài, tại địa sát giới là thật có thể xông pha, tiêu hoàng sợ Giang giật bốn phía gây chuyện báo thù, những cái kia đại gia tộc không dám chọc Giang giật, như giận chó đánh mèo hắn tựu xong đời. Trường 1427, tự tiến cử cái chiếu. Lam ưng sơn mặt phía bắc cũng có một cái cuồng thần bảo, đây là Lam ưng phủ lớn nhất khắc thị tòa thành, nơi này chỉ cần ngươi muốn đạt được chỉ cần ngươi có thần nguyên cái gì đều có thể giúp ngươi làm được dù là ngươi muốn chơi tiểu gia tộc trực hệ tiểu thư tỷ như ban đầu lạc khuyên nhan cuồng thần bảo đều có thể giúp ngươi lạng yên làm ra đương nhiên tiền đề ngươi muốn cho ra đầy đủ thần nguyên giang giật cũng không phải tới tìm phiền toái không nói địa sát quân chủ đã đã thông báo liền nói cửu thiên trạch như thế nghe lời hắn cũng sẽ không hung hăng cản quấy lại đi tìm cuồng thần bảo phiền phức tiêu hoàng nghe nói chỉ là mua đồ lập tức hướng một tên thủ hạ nháy mắt ra dấu sau đó lấy ra thần châu bồi tiết giang giật hướng bắc mới bay đi tiêu gia xưng bá lam ưng phủ mấy chục năm trước kia cùng mạch ra một cái trưởng lão quan hệ không tệ nhưng này cái trưởng lão bởi vì đứng sai đội ở địa sát quân chủ thượng vị mất đi quyền sở dĩ tiêu gia là lục bình không dễ tiêu hoàng thời khắc đều sợ địa sát quân chủ đem hắn chức vị cho rút lui năm đó tiêu gia nghiêm chỉnh mà nói cũng coi là đứng sai đội phía trên muốn thanh lý cũng bình thường rốt cục bắt lấy một cái cơ hội tiêu hoàng như thế nào lại bỏ lỡ mặc dù hắn không biết địa sát quân chủ coi trọng giang giật cái gì nhưng hắn phi thường minh bạch giang giật người này về sau nhất định phi hoàng đằng đạp đã bao nhiêu năm địa sát quân chủ khi nào trước mặt mọi người bác thuộc hạ mặt mũi vị quân chủ này tính cách thế nhưng là tương đối ôn hòa chỉ cần không quá phận hắn bình thường sẽ không để cho thủ hạ khó chịu sẽ chỉ vụng trộm gõ một phen tại địa sát đường địa sát quân chủ vốn có thể truyền âm cho tần liên sơn để hắn từ bỏ truy cứu việc này kia đồng dạng có thể bảo trụ giang giật. Nhưng hắn không có, ngược lại tại biểu quyết sau sẽ chém giết giang giật lúc, trực tiếp bá đạo truyền âm, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hoặc là hắn đối tần ra cực độ bất mãn, hoặc là hắn cố ý cho giang giật một cái thiên đại ân tình. Đằng sau hắn để mạch lăng thu mang theo giang giật đi vô danh đảo, càng là đã chứng minh là cái sau, hắn muốn để toàn bộ địa sát giới đều biết, hắn phải che chở giang giật. Sở dĩ giang giật về sau tại địa sát giới tuyệt đối có thể đi ngang, chờ trên thực lực về phía sau, không nói đạt tới mạch lăng thu độ cao, chỉ ít có thể trở thành địa sát quân chủ ái tướng, tiêu hoàng giao hảo giang giật, về sau tự có một cái chỗ dựa. Giang giật A, à, lần này ngươi vì sao không mang lấy tiêu lãnh A à kia tiểu tử không nghe lời. Thần châu bên trên, tiêu hoàng lơ đã nói ra một câu, người khác già mà thành tinh, biết rõ muốn giao hảo một người không thể cái gì đều làm quá mức, coi như đem nữ nhi của mình cho giang giật ngủ, đoán chừng giang giật cũng sẽ chẳng thèm bó tới. Đối đãi giang giật loại người này cần lửa nhỏ nấu chậm, một chút xíu rút ngắn quan hệ nâng lên tiêu lãnh giang giật sắc mặt ấm áp lắc đầu nói không lão tiêu không tệ lần trước hắn theo ta ra ngoài thụ thương ngay tại thần ưng thành dưỡng thương đâu phủ chủ còn không có cảm ơn ngươi để lão tiêu bảo hộ ta đây chỗ nào ở đâu tiêu hoàng trên mặt cười mở ra tranh ám đạo tiêu lãnh xem như làm một chuyện tốt hắn chẳng hề để ý nói ra ta cái này cửu đệ a à, bất thiện ngôn từ tâm cũng không tệ lắm hắn có thể đi theo ngươi cũng là hắn phúc khí hắn như chỗ nào làm không tốt, người giúp ta giáo huấn hắn chính là. Ha ha, Giang giật biết rõ tiêu hoàng trong lòng nghĩ cái gì, cũng không nói ra, gật đầu nói, phủ chủ khách khí, lần này phủ chủ tương hộ tri ân, Giang mỗ khác trong tâm khảm. Việc nhỏ, việc nhỏ, tiêu hoàng nụ cười trên mặt càng đậm mấy phần, nói đến nước này, lại tiếp tục nói việc này tự làm kiêu, tiêu hoàng nói sang chuyện khác, Giang giật. Người muốn đi cuồng thần bảo mua cái gì a à ta nhìn ta kho bên trên phải chăng còn có lưu hàng, nếu có cũng không cần cố ý đi một chuyến, cửu thiên gia người thấy rất chán ghét, quay đầu ngươi có đưa ta là được. Tiêu Hoàng đã mò tới một tia giang giật tính khí, cũng không có nói đưa cho giang giật, mà là nói mượn cho hắn, về sau trả lại, còn nói cửu thiên gia người chán ghét, cùng giang giật đứng tại một đầu trên chiến tuyến, kéo giang giật cùng chung mối thù. Quả nhiên, giang giật trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nghĩ nghĩ nói ra ta cần phải mua hắc phố thạch, kim lô thạch, thiên kỳ tốn, phủ chủ kia có sao. Những vật này a, à. Tiêu Hoàng nghĩ nghĩ, có chút lúng túng nói ra, tiêu gia tồn kho không phải ta quản, việc này ta còn muốn đi về hỏi hỏi. Nếu không đi trước cuồng thần bảo bên trong xem một chút đi, quay đầu hỏi thăm nếu như mà có, ta lại để cho người đưa đi thần ưng thành. Cái này ba món đồ tiêu gia rõ ràng không có, giang giật vẫn là không có điểm phá, khách khí nói ra, vậy làm phiền phủ chủ. Tiêu hoàng chủ đề lần nữa nhất chuyển, nói tới Lam ưng phủ phong thổ, kỳ sơn trùng điệp, giang giật cũng nhảm chán liền bồi tiêu hoàng nói chuyện phiếm. Không thể không nói Tiêu Hoàng thật sự là một người tinh, rất thiện lời nói, cố ý lấy lòng phía dưới, để Giang giật đối tốt với hắn cảm giác tăng nhiều. Nửa ngày về sau, thần châu đến một tòa cự đại bên trong dãy núi, vùng núi này đồng dạng có mê trận, thần châu bay lên đỉnh núi về sau, mới bạch quang lóe lên xuất hiện một tòa cự đại tòa thành. Để Giang giật kinh ngạc là ngoài cửa lớn lại có rất nhiều người, cửu thiên trạch cùng hạ tiểu thư ngay tại trong đám người, ánh mắt sáng rực nhìn chầm chầm thần châu, tựa hồ đang chờ đợi hắn đến. Ha ha, Tiêu Hoàng đùa cợt cười nói, cửu thiên chạy cùng Hà tiểu thư tin tức ngược lại là đầy linh thông nha, giang giật, các nàng hẳn là cố ý ra nghênh tiếp ngươi. Đi thôi, giang giật mặt không biểu tình, đối với cửu thiên trạch cùng Hà tiểu thư không có nửa điểm hào cảm, hắn đứng dậy cùng Tiêu Hoàng bay xuống, cửu thiên trạch thật xa tựu cười ha ha, ha ha ha, nhân sinh nơi nào không gặp lại, giang huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ tiêu phủ chủ cũng tới. Giang giật trong lòng cười lạnh một tiếng, nếu như là hôm nay trước đó tiêu hoàng nhưng so sánh thân phận của hắn tôn quý nhiều, cửu thiên trạch nhìn thấy bọn hắn thế mà trước cùng hắn nói chuyện cái này rõ ràng là biết rõ địa sát thành sự tình, cũng biết hắn đến cuồng thần bảo, cố ý chờ ở tại đây đâu. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, giang giật chắp tay nói, cửu thiên huynh cùng hạ tiểu thư cũng tại A ta nghe nói bên này có đấu giá hội, tới mua chút đồ vật. Giang giật ý tứ rất rõ ràng, hắn chỉ là mua đồ, không phải đến lường gạt, cũng không muốn cùng cửu thiên trạch hạ tiểu thư có gặp gỡ quá nhiều. Hạ tiểu thư lần này vẫn như cố toàn thân mông mông lung, bất quá giờ phút này đột nhiên lộ ra chân diện mục, cúi người thi lễ, ngòn ngọt cười nói, giang thành chủ đại giá quang lâm, cuồng thần bảo bồng tất sinh huy, chư vị mời vào đi. Nói xong hạ tiểu thư tự đạp trên bước liên tục, lắc lắc nở nang bờ mông hướng bên trong đi đến, cửu thiên trạch làm một cái tư thế xin mời, giang giật đành phải đi theo vào, tiêu hoàng trầm mặc đi theo giang giật sau lưng, nhiễm nhiên trở thành hắn tùy tùng cùng hộ vệ. Giang giật được đưa tới một cái xa hoa đại điện, bên trong thị nữ tựu đứng đấy tám cái, tuyết trắng thảm, trên bàn bày đầy linh quả rượu ngon, góc tường vừa mới đốt hương liệu, không một không chứng minh cửu thiên trẻ cùng hạ tiểu thư đã sớm chuẩn bị. Giang huynh, uống trà, thị nữ dâng lên nước trà, giang giật uống một ngụm phát hiện nước trà vào bụng về sau, một dòng nước ấm dâng lên tràn vào toàn thân, này lá trà thế mà có thể bổ dưỡng linh hồn tiêu hoàng uống một ngụm cũng mỉm cười nói ra, hiền chất, nữ hiền chất, hai vị có lòng rồi, này lá trà là vũ linh lông nhọn a à lão phu đều không nỡ mua được quát a. À. Ha ha, cửu thiên trẻ cười nhạt một cái nói, hai vị quý khách đại giá quang lâm, một điểm lá trà tính là gì đúng rồi. Giang huynh, người muốn mua đồ vật, trực tiếp truyền câu nói cho là được, ta phái người đưa chỗ ở của ngươi, làm gì tự mình đi một chuyến đâu. Xem điệu bộ này, Giang giật nghĩ ra thần nguyên mua hắc phố thạch đã rất khó, đoán chừng cửu thiên chạy cùng hạ tiểu thư hội biến đổi pháp đem đồ vật đưa cho hắn a à, hắn cũng không phải cứng nhắc người có người tặng lễ không cần thì phí hắn khách khí nói ra vậy làm sao có ý tốt ta chỉ là muốn mua một chút kim lô thạch hắc vũ thạch cùng thiên kỳ tốn nghe nói các người buổi đấu giá này có sở dĩ tới đi dạo cửu thiên chạy ánh mắt nhìn về phía hạ tiểu thư cái sau nghĩ nghĩ khóe miệng lộ ra một tia nụ cười mê người nói thiên kỳ tốn chưa từng nghe thấy kim lô thạch hắc vũ thạch ngược lại là phân biệt có ba cái thứ này không coi là đáng giá tiền cũng không cần đi phòng đấu giá đi ta làm chủ trực tiếp đưa cho Giang Thành Chủ, bất quá. Kim Lô Thạch tại Tổng Các, nếu không Giang Thành Chủ quay đầu ta tự mình đưa chỗ ở của ngươi. Lúc nói chuyện, Hạ Tiểu Thư sắc mặt hơi có chút phiếm hồng, ánh mắt cũng hàm tình mạch mạch cùng Giang giật đối mặt, thấy Giang giật nội tâm rung động, cô nàng này không phải là muốn tự tiến cử cái chiếu A. Giang lão đệ, tiêu hoàng có chút mập mờ truyền âm vang lên, hạ ra cô nàng này mặt ngoài cao lãnh, nhưng thật ra là địa sát thành nổi danh con A, nghe nói công phu trên giường cao minh nhất là am hiểu độc long lão đệ như muốn chơi đùa ngược lại là có thể đáp ứng